Phần T dạ xin vâng. Các chúng sanh đã sanh về cõi trời cũng như dữ giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng như dữ giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng như dữ giới bởi các cái cho nên cho Phật tử có đang thọ trì giới luật cho được trong sạch để lòng nhớ. Sa thú sa thú lành hay nhà con xin sám hối trước Tam Bảo. Uttamange na vande hang parapang sung varuttamang Bhute yo khalito do so buddho khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang tham man cha du vi thang va rang tham me yo khali to do so tham mo khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang sang khang cha du vi tho ta mang sang khe yo khalito do so sang kho khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và chúng con kính cùng thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Bhavata sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddha ainupa ve na sada soti bhavantu te. Bhavata sapa mangalang rakhantu sapa devata สัมปทัมมายนุภาเวนะสดาโสทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆายนุภาเวนะสดาโสทีภวันตุเตนตะกะหันภพังก็เลี้ยงเหยื่อโตสิ้นจิตเตียงโหติเลี้ยงเหยื่อ. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Sô an thắng hạnh thô sư kỳ tổ gô rô nô hô bô tất ta tê nê a rô hô sư kỳ tổ hôi sa hà tà bê nha tì phê sa an thắng lạc tham. Sư kỳ tổ gô rô nô hà bô tất ta tê nê a rô gà sư kỳ tổ hôi sa hà tà bê nha tì phê tê an thắng lạc tham. Sukhita Varunaha Bodhasa Sane Aroga Sukhita Ho Thasaha Sabbe Tịt nhà tị phi tổ. Xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong giáo viên cả an thầy. Sa thú lành thay, con xin hồi hướng công đức. Yang kin chikusala kamang kata bang kiri yang mamaka yen nawa cha manasa se sugatang katang ye sata sanino ati ye cha sata asanino katang punya palang mây hàng sa bê pha ghi pha hoàn tu tê ye tang ca tang su vi di tang din nang pu nha pa lang ma ya ye cha ta tha na cha nan ti de wa gan toa ni ve da yung sa bê lo cam hi ye sa ta chi wan ta ha ra he tu ca
manunyang pho chan nang sa pe la phan tu ma ma che ta sa ti. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đào lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư sau khi đi hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy thỏa thích nhận phần phước vật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Idang mô nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô. Idang vô ta mê bù nhàng a vá khá vô vá hăng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Còn xin đọc bài rải tâm từ. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe puratima ya anudisa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina ya disa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina ya anudisa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima ya disa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima ya anudisa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe utara ya disa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe utara ya anudisa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparima ya disa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetima ya disa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe sata avera hontu sukhita hontu nidukha hontu apyapaccha hontu anika hontu dikha yuka hontu aroga hontu sampatti hisamicchantu sukhi atanang pariharantu dukha pat ta janit dukha phaya pata jani phaya soka pata jani soka hontu sabbe piparino.
Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng. Hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn. Hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con đến xong phần lễ bái tam bảo và xin thọ trì tam quy ngũ giới. Sáng nay nếu những phước lành con tạo được do sự lễ bái tam bảo, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc độ qua vãng và chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con, và chia phần phước này đến với đạo tràng đồng đều nhau cơ thể. Nam mô Bụt Tha Giá. Bây giờ còn một phút nữa là sinh hoạt của đạo tràng. Hôm nay không thấy cô Nhật Quỳnh online. Con thay mặt đạo tràng kính lễ sư xin chào cô Thi Lâm, xin chào cô Như Quang, xin chào đạo hữu Hiền Hòa Hai, xin chào cô Meta. Dạ, con thấy sư đã cho biết tín hiệu, con kính nhường mic lại cho sư. Dạ, bắt đầu chương trình sinh hoạt sáng nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Mình chào Vinh Chân Ngộ, Sích Mê Ta, Sích Hiền Hòa, Sích Thị Lâm và Sích Như Quang. Hôm nay ở Việt Nam là ngày đầu tuần. Trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Nam mô tát sa tát ca wa tu arahato samma sambuddhassa. Nam mô tát sa tát ca wa tu arahato samma sambuddhassa. Nam mô tát sa tát ca wa tu arahato samma sambuddhassa. Từ đầu đến lễ Đức Thế Tôn bậc chánh biến tri đáng cúng dường, cố nguyện thân tâm thường thanh tịnh làm lành lĩnh giữ lợi quần sinh. Cuối đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc chánh biến tri đáng cúng dường, cố nguyện thân tâm thường thanh tịnh làm lành lĩnh giữ lợi quần sinh. Cuối đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc chánh biến tri đáng cúng dường, cố nguyện thân tâm thường thanh tịnh làm lành lĩnh giữ lợi quần sinh. Tăng Araha Di Cô Nè Sang Yô Tăng Bồ Đăng Sê Rạ Sai Nam Ma Mít Tăng Chà Bồ Đăng Hi Mê Hi Sa Ca Rê Hi A Phi Pu Chê Gia Mị Hồng Dân Phật Nhiệm Màu Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Đủ Đầy Đức Ân Thiện Thầy Cao Dày Bậc Thế Nhân Giải Chi Bày Chân Tâm Cô Thượng Sĩ Pháp Văn Thịnh Diệu Bậc Trưởng Phu Điều Ngự Độ Sanh Thiên Nhân Sư Đấng Cha Lành Phật Đà Toàn Giác Thế Tôn Trong Đời Tăng Xoa Khai Ta Đi Con Nạc Thăng Vô Tăng Thăm Măng Sê Rạ Sa Nam Ma Mít Tăng Chà Thăm Măng Y Mê Hi Sạc Ca Rê Hi A Phi Phu Chà Gia Mị Pháp Vi Diệu Cha Lành Hiểu Dạy Lìa Dân Ngôn Giác Ngộ Hiện Tiền Vượt thời gian chứng vô biên, sắc na đại ngộ, hoặc nhân liễu tường, đạo vô thượng, đến rồi thấy rõ, hướng thường tâm thoát ngộ phồn trần, trí nhân tự ngồi nhã chân, dự thường tình lạc, pháp ân nhiệm mộng. Tăng sân kha ta đi con lịch sân vô tăng sân khăn sẽ là sai nam ma mi tăng chà sân các nghi mê hi sa ca rê hi a phi pu chê gia mi bậc dụ hành thinh văn thích tử bậc trực hành pháp lữ thiền gia bậc như lý hạnh tăng già bậc chân chánh hạnh dưới tòa thế tôn thành đạo quả buông đôi tám chúng đệ tử phật hướng cũng tôn nghiêm cung linh kính lễ một niệm thanh chúng vô thượng thế gian rất là nát tay giác sắc quan đàm biết do nhờ quán đức của chư Phật do nhờ quán đức của giáo pháp do nhờ quán đức của chư tăng nguyện cầu hồng ân tam bảo thủy từ gia hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Tha Giá.
Phần thánh dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Alo, Thích Như Quang nghe rõ, Huỳnh Trinh Ngộ nghe rõ, còn những vị khác có nghe rõ hay không? À, hôm nay như Thích Mê Ta, Thích Mê Ta thấy đạo tràng chúng ta chỉ có 5 người ha, từ cá nhân của mình ra còn 5 người. Thích Mê Ta nói đạo tràng vắng quá, đạo tràng vắng quá. Như vậy thì cái quy luật khi mà đông mà chúng ta không than thở, mà khi mà ít người là thở than, tại sao kỳ vậy? Tại sao đông và vắng? Cái vấn đề đó không quan trọng, mà quý vị biết cái sĩ số hiện giờ của các cái room Phật giáo đông nhất chỉ có 34 người. Đó là cái room mà đứng hàng số 1 á, này chỉ có 34 người. Cái room mà đứng hàng thứ 2 chỉ có 15 người. Thứ 3, thứ 4 là 12 người. Thứ 5, thứ 6 là 10 người. Và chúng ta là hàng thứ 7, 6 người. Còn những cái room mà ca hát nhạc chính trị thôi khỏi nói, rất là đông. Bởi vì tại sao mà nó khó khăn như vậy? Giáo pháp của Đức Phật rất là khó nghe. Nếu mà chúng ta có chánh kiến, chúng ta tạo trữ những thiện pháp thì chúng ta nghe lọt lỗ tai. Còn những người mà coi như không tạo trữ thiện pháp, họ nghe chữ lộn thấy thích thú hơn là nghe pháp. Giăng tay áo lên, tiếng qua tiếng lại 500, 1000. Và nhiều khi chúng ta nghe chúng ta cũng cảm thấy rằng cũng quá hỷ nữa. Nghe những tiếng mà trái tai gai mắt, nhưng mà chúng ta trái pháp nó còn ngủ ngầm trong tâm của chúng ta. Khi thấy người ta chữ lộn sang tay áo lên, mình cũng quan hỷ tham gia để nghe người ta chửi, mặc dù đó là những tiếng thô lỗ tục tằn. Và những cái tiếng thô lỗ tục tằn đó nó đi vào tâm thức của chúng ta bất cứ lúc nào chúng ta không hay. Để rồi khi mà đến chùa hỏi tại sao hôm nay đi trễ quá vậy, bắt đầu đem cái vấn đề mà chữ lộn ra và mình tương thuật lại, nghe còn hay hơn là người chửi. Bởi vì có mắm, có muối, có ngũ vị hương, thêm mắm và muối vô và mình trình bày giống như thật, giống như mình là người trong cuộc. Tại sao vậy? Thì quý vị cũng hoan hỷ ha. Sự thật bây giờ cũng mất lòng. Mà giáo pháp của Đức Phật có nói lên cái gì vui không? Đầu tiên của sự thật là khổ. Cho nên khi vô chùa mình nghe nói gì khổ là người ta nghĩ đạo Phật sao mà bi quan vậy, đến không thấy có gì vui hết mà khổ. Mình tìm nguyên nhân của cái khổ. Bởi vì chính đạo Phật là cái đạo diệt khổ, cho nên phải đem cái khổ ra để mà nói. Mà chúng ta vấp phải sự khổ thì chúng ta không tìm nguyên nhân, mà chúng ta lại đổ tội cho người này, đổ tội cho người kia, và chúng ta tìm cái người mà gây khổ cho mình để mà thanh toán. Và cái khổ đó nó đến với chúng ta triền miên từ kiếp này qua kiếp khác, mà chúng ta không tìm hiểu cái những nguyên nhân tại sao cái quả này mình phải gánh chịu. Hôm nay đầu tuần ngày sinh hoạt tùy duyên, tức là chúng ta cũng thích ứng theo hoàn cảnh để chúng ta có những cái gì thực tế trong cuộc sống. Trong cái mùa lễ hội dân y, và ngày hôm nay thì chùa Ngọc Đạt chúng tôi tổ chức lễ dân y.
thì có một số chư tăng, một số Phật tử, nhất là thí chủ cũng đã về hôm qua lau phụ cho cuộc lễ, cho nên chùa chúng tôi cũng hơi bận rộn. Thì nếu có sinh hoạt hôm nay có những gì sơ sót thì mong quý vị cũng hoan hỷ. Về tình trạng này chắc chắn rằng Huynh Chánh Ngộ và thông cảm. Chùa Trúc Long thì Huynh Chánh Ngộ tổ chức lo công việc tới đâu rồi. Để rồi ngày mùng 2 ha. Ngày mùng 2 là cái ngày mà lễ dân nghi các thế nào tại chùa Trúc Long. Và mấy hôm nay chắc Huynh Chánh Ngộ cũng bận lắm ha. Ở đây thì chúng tôi nhờ có chư tăng, có Phật tử hỗ trợ, cho nên cái công việc gì nó cũng đi vào khuôn khổ. Còn bên kia có mình thường tại Giác Lộc, Huynh Chánh Ngộ có chạy về đó phụ giúp đời gì không? Rồi bây giờ cái sự tổ chức đã đi đến cái khâu nào và trong cái tư thế sẵn sàng chưa? Rồi chúng ta tùy duyên, tức là những cái chuyện gì chúng ta mắt thấy tai nghe trước mắt của chúng ta, và đó là một cái tư mà Đức Phật tán thán: Sabba Misa Đà Nằng Các Thế Nạ Đà Nằng Chi Nà Tí. Trong tất cả các tài thí, tức là vật chất mà chúng ta đem ra bố thí, thì cái lễ dân nghi các thí na này là thù thắng. Nà, dù là một bịch sà bông, dù là một cái gì để chúng ta chung hùng ở trong cái lễ dân nghi này, thì cái kết quả của nó cũng rất là cao quý. Huynh Chánh Ngộ lo cái khâu tổ chức tới đâu rồi? Mời Huynh Chánh Ngộ chúng ta ít người thì nói chuyện nó thông mật hơn. Quý vị đừng ngại, cứ đưa tay lên đi. Rồi mời Huynh Chánh Ngộ nha. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mài, Nam mô Sơn Khai. Con kính lễ chư tăng, quý cô tu nữ, xin chào quý vị đạo hữu. Năm nay thì con không có tham gia nhiều xưa, hôm nay là coi như là lễ dân y, là đi chơi cho vui, lụm được cái gì lụm, như là lên râm này cũng như đi chơi cho vui, lụm được cái gì lụm, tức là mong chờ một cái gì đó ở ngoài, chứ không có kế hoạch chuẩn bị. Thì trong tuần vừa rồi là tối thứ sáu, con có gọi cho một cái anh Phật tử ở chùa Trúc Lâm. Thì anh nói theo sư Chí Minh lâu rồi, bây giờ mới được sư Giác Lộc. Thì cái gì mà gì làm trong chùa thì tuôn thông qua ảnh, vì ảnh biết cách làm, sự tin tưởng hơn. Thì con có gọi cho ảnh, con rủ ảnh lúc đó là đêm thứ sáu, thì hỏi là thứ bảy hay chủ nhật này thì mình lên chùa mình làm, tại vì ảnh cũng làm bên xây dựng, mỗi lần ảnh đi là có vợ con anh chị em, rồi nếu mà nhiều việc quá thì có thêm một bài đệ tử nữa tới phụ, thì gọi ảnh là tốt nhất. Thì anh kêu là năm nay không nghe nói sư nói gì hết, mà chùa thì đổ bê tông hết rồi. Con kêu thì gia đình cô Năm kế bên, thì cô nói là năm nào có người phụ hay không có người phụ gì thì gia đình cô vẫn qua làm, cũng nhiều việc lắm, nó lắc nhắc có người phụ đỡ, nên mình nên làm. Cái con gọi ảnh, cái ảnh nói vậy chủ nhật là sáng chủ nhật thì sáng qua bắt đầu 7 giờ con đi trên đường tới 8 giờ rồi, khoảng nửa tiếng nữa chắc tới, đi khoảng tiếng rưỡi. Cái có điện thoại ảnh gọi, ảnh kêu con tới đâu rồi, kêu nửa tiếng nữa tới, kêu vậy thôi đi về đi, chứ ở chùa sư bận đi lễ dân y rồi, còn cái gia đình cô Năm có chìa khóa cửa, giữ cửa cho chùa, thì anh tổ chức đám cưới cho người cháu, cũng đi hết từ 5 giờ sáng rồi, giờ có tới thì cũng không có vô chùa được đâu, cái con đi về.
nên coi như là cái công tác chuẩn bị thì con không có tham dự được. Anh gọi sư thì sư nói là thứ hai hôm nay thì có thể tới phụ, thứ hai thì con người bệnh rồi. Nói chung thì mỗi người có 24 tiếng như nhau hết, nhưng mà làm chủ được 24 tiếng không là chuyện khác. Thời gian dùng để cho những cái việc khác, cho người này người kia, nó không phải của mình. Giống như hơi thở, ai cũng gọi là thở 24 tiếng là cái hơi thở của mình hết, không có ai là lấy hơi thở của mình đi, mất đi thì chắc là chết rồi. Nhưng mà liệu có ai chủ được, chủ động biết được cái hơi thở của mình, trong một ngày mình biết được bao nhiêu phút mình thở, cái thời gian cũng vậy. Đôi lúc mà mình 24 tiếng đó thì mình làm chủ được mấy giờ. Hôm nay con bận rồi, không có tham dự được, không có phụ được, thì chắc là sáng thứ ba sáng sớm thì con sẽ đi sớm, khoảng 5 giờ sẽ đi rồi tới đó phụ còn sao. Chung là nó cũng hơi đáng tiếc. Thì bất cứ chuyện gì, không chỉ làm thiện sự, bất cứ cái hoạt động, cái bất cứ cái quá trình lao động của mình, lúc nào nó cũng phải bao gồm đủ cái ba cái giai đoạn: trước lúc làm, trong lúc làm và sau khi làm. Làm bất cứ cái gì chứ không phải chỉ là thiện phước, tạo thiện phước. Ví dụ công việc của mình thì thường người ta chỉ trả lương vào trong cái lúc làm thôi. Thì đa số người ta cũng tập trung vào trong cái lúc làm thôi. Nhưng mà những người mà chỉ làm, tập trung cái giá trị lao động của mình trong cái lúc làm, thì những người đó chỉ là nô lệ hay làm thuê thôi. Thì con thấy là làm bất cứ cái gì phải có cái chuẩn bị trước. Ví dụ mình nhận một cái dự án gì, mình phải biết trước cái dự án đó nó yêu cầu thế nào, nó cần cái gì, chúng ta khả năng chúng ta có sẵn cái gì, kiến thức tới đâu, kinh nghiệm tới đâu, chúng ta mới nhận, chúng ta làm. Chúng ta làm xong rồi chúng ta vẫn phải có cái suy nghĩ sau khi làm, tức là chúng ta tính xa hơn. Khi mà cái sản phẩm này chạy thì nó sẽ như thế nào? Chúng ta tính tới cái thời điểm mà chúng ta phải bảo trì cho nó, phải có trách nhiệm của nó sau khi làm. Thì bất cứ mỗi công việc nào mà chúng ta đặt cái ý nghĩa lao động của chúng ta, nó bao gồm cả ba cái pha: trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm. Cái giá trị lao động của chúng ta mới có kết quả. Còn mặc dù người ta trả lương cho chúng ta chỉ trong một cái pha là trong khi làm thôi, nhưng mà mình phải bảo đảm cái cách mình làm lúc nào phải bao gồm ba pha, chứ không phải chỉ làm cái pha trả lương. Thì đó là nói chung cho cuộc sống. Thì nói riêng ở trong giáo pháp thì cũng Đức Phật cũng đã dạy rõ như vậy. Cái lễ nhật y này thì coi như là nó không có sự chuẩn bị đầy đủ, thì nói cho nó thẳng thắn, tức là lễ dân y coi như là đi chơi cho vui, không có được sự đầy đủ trong cái tư tưởng cũng như cái đóng góp của mình, mang cái ý là tới tham dự kiếm phước rồi mong chờ cái gì đó bên ngoài, chứ không có sự sẵn sàng tạo dựng từ bên trong của chúng ta. Nó cũng hơi đáng tiếc. Thì đó là những gì con chia sẻ, con suy nghĩ. Bây giờ con kính dâng mic lại cho đạo tràng. Wow, Huynh Tinh Ngộ ơi. Huynh Tinh Ngộ là một vị hộ pháp của chùa Trúc Lâm, luôn luôn sát cánh với Thượng Tọa Giác Lộc trên những công việc của chùa. Nhưng mà sao nói chuyện ra có vẻ hụt hẫng, nghe buồn quá hả? Huynh Tinh Ngộ, công ăn việc làm là một chuyện, nhưng mà cái vai trò hộ pháp, một người cư sĩ đối với cái chùa Trúc Lâm
một cái vị trí thấy cũng rất là đẹp, một cái nơi rất là thanh tịnh, rất là thích hợp với tương tự giác lộc trên cái pháp hành. Nhưng mà sao hôm nay Huynh nói chuyện có vẻ buồn. Thì thôi, cái vấn đề đó cũng do thời bị và tính, cái thời gian của chúng ta, cái vị trí của chúng ta và cái tính chất của cái cuộc lễ, của cái cá nhân của mình thích nghi hay là không thích nghi. Thì Huynh cũng nên quan hệ gặp bỏ qua những cái riêng tư của mình, bởi vì đây là một thiện sự, đây là một phước báo rất là lớn. Lễ dân y đâu phải là bất cứ thời gian nào cũng có, mà cái vị trí của lễ dân y chùa Trúc Lâm cũng rất là quan trọng. Rồi, tính chất của cuộc lễ thì Huynh nghĩ lại để niềm tin của chúng ta được tăng trưởng. Chứ Huynh nói là nghĩ tới dự lễ cho vui, cái đó thì không nên. Bởi vì Huynh đã nói lên ba cái thời kỳ chi tiền, chi hiện và chi hậu, thì chúng ta phải có một cái niềm tin nhé. Bởi vì tham mô hóa quê rất là tích thâm mát cha, vì thực hành thể giáo pháp với Đức Phật, sự an vui chắc chắn sẽ đến với chúng ta, và chúng ta không đọa vào bốn khổ cảnh. Được sinh làm người đâu phải là một chuyện dễ, mà được làm người hiểu biết được Phật Pháp, đó là một điều cao quý. Chúng ta nên trân trọng những cái gì đúng về giáo pháp của Đức Phật và đem ra trì hành để hưởng được cái lợi ích trong hiện tại. Hiện tại chúng ta có lợi ích thì cái lợi ích này hỗ trợ cho chúng ta lợi ích trong tương lai. Đi thi mà không chuẩn bị trước kỳ thi chắc chắn rớt xì rồi. Sao mà lạc quan, sao không? Hôm nay nó thẳng Huynh trên ngựa trên bài chúng tôi thấy nó phải bi quan. Thì chúng tôi cũng ngạc nhiên khi mà cái sự việc đã đến chăng rồi mà còn phải đi lo chuyện này chuyện kia. Mình đi dự lễ dân y các chùa khác mình quan hỷ, rồi người ta đến dự lễ dân y chùa mình thì phải để tâm trạng của chư tăng, của Phật tử, đừng có chê trách. Cho nên phải nhiệt tình một chút để chúng ta lo cho cái cuộc lễ. Một năm chỉ có một lần mà bây giờ chúng ta làm cho mất đi uy tín thì Phật tử nghĩ rằng ô cái chùa đó xử sự vậy, cái chùa đó tổ chức vậy, rồi cái vẻ lơ là, cái vẻ thiếu này thiếu cái kia, rồi người ta sẽ nghĩ thế nào. Năm sau cái số lượng Phật tử sẽ giảm thiểu bởi vì chúng ta mất uy tín. Cho nên tạo được một cái vị trí, tạo được một cái chỗ đứng không phải là dễ. Cho nên cố gắng đi. Chúng ta coi như đã tự duyên đối với Thượng Tọa Giác Lộc ha. Trên cái hành tu của Thượng Tọa rất là tốt, độc cư nhàn tịnh, một vị rất có chiều sâu của Phật Pháp, một vị đã an trú trong Pháp. Chúng ta cần phải thân cận gần gũi để học hỏi. Thời gian sau này cách đây cũng mấy năm, chúng tôi cũng lu bu quá và nghĩ rằng đi chỗ này đi chỗ kia nhiều quá, không có đem lại sự lợi ích. Và nhất là sức khỏe là một ha. Vấn đề thứ hai là thọ dùng, trong khi mình thọ dùng coi như của đàn tiếng thí mà nghĩ lại chính bản thân của mình thấy bê bối quá, đó là một điều mà chúng tôi rất là ngại. Kinh lễ đến ngày pháp thanh, ai ngờ ngày đến cái ngày bỏ chạy liền ta. Lâu lâu mới gặp về ngày pháp thanh mà ngày tới ngày bỏ chạy khi dễ quá ha. Nhưng mà thời gian gần đây quý vị cũng đừng có vì ý nghĩ như vậy. Cái đường truyền sau này á nó rắc rối lắm. Hôm qua chúng tôi té lên rớt xuống,
Và chắc chắn là nhiều vị đến với cái lúc này cũng là rất khó khăn. Cho nên nhiều khi quý vị thấy ồ xuất hiện như vậy, nhưng mà vô lúc này thì lại bị nhiều trở ngại, nhiều trở ngại không vô được. Người ta nói chắc rằng những cái người mà mang ốp á làm khó dễ người ta, cấm đoán khó dễ không cho vô. Nhưng mà thật sự chúng tôi mang ốp chúng tôi vô cũng khó. Thì đây là một cái quy luật, đây là một cái sự vô thường mà nhiều khi chúng ta cứ đổ tội cho cái này cái kia, mà chính bản thân của chúng ta phải vượt qua trở ngại đó để rồi chúng ta được gần với các bậc thiện trí thức, được học hỏi. Thì như vậy chúng ta mới có sự tiến hóa chứ. Thì mong huynh nhân ngộ một năm chỉ có một lần chùa Trúc Lâm tổ chức lễ, thì dù cái chuyện gì xảy ra, cái nhân duyên của huynh nhân ngộ đối với từng đoạn giác lộc nên duy trì. Thế rồi chúng ta học có những cái hay cái đẹp, trời thì có nắng có mưa, con người thì cũng có lúc thương lúc ghét, đó là cái quy luật. Nhưng mà cái quan trọng sống trong cuộc sống phải có một tấm lòng để làm gì, chính cái tấm lòng đó chúng ta mới thấy được cái sức bền của con ngựa. Chứ còn bây giờ thấy hào nhoáng bề ngoài, chùa to lớn, và chúng ta nghĩ là ô cái ông này thiếu phước, cái ông này coi như là tu hành bê bối, cho nên bị cô lập trong một ngôi chùa nhỏ xíu. Nghĩ như vậy thì thấy cũng hơi hiểu lầm một tí. Bởi vì cái đức độ của những vị mà độc cư nhàn tịnh hiếm lắm, một mình mà sống nơi hẻo lánh đâu phải là chuyện dễ sống. Con chào thầy con về luôn. Như vậy thì đâu phải là dễ sống, cho nên chúng ta phải thông cảm. Có những lúc trời mưa trời nắng thì con người cũng phải có những lúc buồn vui lẫn lộn, bởi vì cùng pha mà. Nhưng mà chính sự gần gũi đó chúng ta mới chan hòa, mới hiểu được nhau, để rồi chúng ta sống có tình có lý. Thì huynh Trinh Ngộ dù sao cũng còn trẻ, cần phải học hỏi nhiều. Chúng tôi cũng vấp nhiều trở ngại, cho nên nói ra những cái điều đó chẳng qua trên kinh nghiệm để mà sống. Nương nhau mà sống thì chắc chắn là chúng ta sẽ vượt qua trở ngại. Còn mà nếu mà chúng ta không có nương nhau thì chắc chắn rằng những thiện sự trước mắt của chúng ta bỏ qua rất là uổng, nhất là trong cái thời gian này. Huynh Trinh Ngộ còn phải ý kiến gì không? Alo, rồi không có ý kiến. Huynh cố gắng ha, bởi vì phải lo cho vợ, phải lo cho con, đời sống kinh tế thì đó là một cái điều mà cũng làm cho chúng ta trở ngại rất là nhiều trên con đường tu ha. Bây giờ đó là tuổi trẻ, còn bây giờ lớn tuổi như Siết Mê Ta ha. Siết Mê Ta có ý kiến gì đi dự lễ dân y chùa này chùa kia ha? Siết Mê Ta nói lên cái sự quan hệ của mình để đạo tràng tùy hỷ với cái phước mà Siết Mê Ta đã làm. Xin mời nha. Dạ. Con nghe sư kêu thì con lên. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàn Khà Giá. Cảm ơn cô Như Hoàng cho biết tín hiệu. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng.
Dạ con thì lớn tuổi rồi, con so với Huynh Chánh Ngộ thì con thuộc hàng già lão rồi. Dạ, nhưng mà trong cái tháng dân y năm nay đó, nay đã được 2 tuần rồi, thì con ở bên ngoài này, thì ở cái nơi con ở đó có 4 cái chùa Nam Tông. Cái chùa thứ nhất là cái chùa mà con hay đi mỗi năm hàng tuần, thì cách nhà con khoảng 45 phút lái xe, thì cũng đã dân y rồi. Rồi một cái chùa nữa hôm tuần rồi thì con cũng đã đi, là cách nhà con tới 1 giờ rưỡi lái xe. Dạ. Rồi ngày hôm qua là cái chùa thứ ba, là cách nhà con tới gần 3 giờ đồng hồ lái xe lận, nhưng mà cũng đã đi rồi. Và ba cái chùa này thì cũng đã thành tựu viên mãn. Hai cái chùa trước thì không phải là lễ dân y Kathina, chỉ là dân y thường thôi. Bởi vì cái chùa mà con đi mỗi thứ năm đó thì chỉ có 4 vị an cư kiết hạ thôi, mà theo cái truyền thống của ngài A Dăng Cha ở bên Thái Lan á, thì phải có đủ 5 vị thì mới dân y Kathina được, mà chỉ có 4 vị thôi thì không được. Mặc dầu có mời những vị khác ở chùa khác có an cư kiết hạ nhưng cũng không được. Ngài A Dăng Cha đó thì cái luật gắt gao như vậy. Thành ra tuần trước nữa thì ở đây cũng không phải là dân y Kathina. Rồi tuần rồi thì ở cái chùa mà con đã đi rồi đó thì lại là cái chùa Ni. Mà Ni ở đây đa số là người Úc hoặc một vài vị ở nước khác đến đây để tu. Tôi cũng ở trong rừng, những cái chùa mà con đi, 3 chùa con đi vừa rồi đó đều ở trong rừng không. Rất là yên tĩnh, rất là thích hợp cho cái việc tu hành. Nhưng mà chùa này là chùa Ni, thành thử ra con thấy cái nghi thức làm tuần rồi đó, thì quý ni sư đó không phải, nói không phải là dân y Kathina rồi, nhưng mà lại có đi kêu là rước cái dân, cái y Kathina mà dành cho quý chư tăng ở toàn thế giới. Con nghe MC nói là như vậy. Rồi đem cái y đó cho toàn thể những cái Phật tử mà tham dự đều có đặt tay lên để mà quan hỷ là dân y Kathina. Thì con thấy là nghi thức là vậy. Rồi cũng Phật tử cũng có dân y, dân y cho chư tăng ở chư ni ở đây, mà đúng là không phải là dân y Kathina. Bởi vì con thấy thành phần của quý ni ở đây thì có 4 hay 5 vị gì đó, con 4 hay 5 vị ni gì đó con quên rồi. Rồi lại có thêm ba thầy Bắc Tông ở Việt Nam mới qua. Và rồi Phật tử Bắc Tông thì ngày bữa đó là đa số, mà đa số lại là theo Bắc Tông không. Thành thử ra có 3 thầy ở Việt Nam mới qua đến ngồi trong cái bữa lễ đó. Rồi lại có một cái vị ni tu theo hệ phái của Tây Tạng. Rồi có một vị nữa tu theo theo hệ phái của Đại Hàn, Nam Hàn, thì cũng cùng ngồi ở trên cái thành phần quý chư tăng chư ni đó. Rồi khi mà đọc kinh
thì quý ni sư đọc bằng tiếng Pali trước, rồi kế đó vị đại hạng thì đọc theo tiếng đại hạng, rồi vị mà tu theo Tây Tạng thì đọc theo Tây Tạng, rồi ba thầy ở Việt Nam thì đọc kinh theo Bắc Tông. Thì con thấy là đủ thành phần hết, thì như vậy không phải là dân y Katina rồi. Dạ. Nhưng mà Phật tử thì cũng rất là đông, mà đa số là người Việt. Còn con thấy là người Thái thì không có. Bởi vì người Thái người ta chặt chẽ lắm. Chùa ni là người ta không thích rồi. Rồi lại có đủ thành phần hết. Nào Bắc Tông, Nam Tông, rồi Tây Tạng gì, cho nên con không thấy người nào là ấy hết. Ấn Độ thì có, nhưng mà người Sri Lanka thì cũng có, và người Việt và người Tây, chớ không có người Thái Lan. Con thấy có người Thái Lan. Dạ, nhưng mà cuộc lễ thì cũng thành công, rồi cũng dân y, rồi cũng thọ trai. Rồi sau khi thọ trai ở đây thì nghi thức là thọ trai trước, rồi mới là dân y sau, là ăn trước rồi mới làm lễ. Thì con thấy là mấy chùa ở nước ngoài này thì thọ trai trước rồi mới làm lễ, chứ không phải như ở Việt Nam đó. Rồi nhưng mà cái chùa này có đặc biệt là cái vị ni trưởng này là người Úc, mà đã hiến cho ni trưởng này đã đi tu lâu rồi, hiện năm nay là 74 tuổi, mà vị ni trưởng này đã hiến cho cái chùa này đó là tới 150 mẫu anh. Mà con nghe nói là mỗi mẫu anh là 4.000 mét vuông, thì như vậy con thấy là cũng đã là 60.000 mét vuông, tất nhiên là bằng với 6 mẫu của Việt Nam. Con tính vậy không biết phải không, hay là 60 mẫu gì. Con thấy là nói là mỗi mẫu anh này có 4.000 mét vuông thôi, chứ không phải là 10.000 như mà ở Việt Nam. Và mà ni sư này đã hiến 150 mẫu cho chùa và thành lập chùa luôn. Rồi bây giờ là ni sư này cũng đang là ni trưởng ở đây. Rồi ni sư này cũng lại có hiến cho một cái chùa Thái ở gần đây là tới 90 mẫu mẫu anh lận. Dạ. Đó. Thì con cũng nói dài dòng, nhưng mà rồi cuộc lễ thì cũng viên mãn. Rồi nhưng cái chùa này có đặc thù nữa là có một cái hang động cũng ở cách chùa khoảng 500 mét. Rồi đi đến đó thì lại nhiều Phật tử Bắc Tông đến đây quá, rồi có xin ni trưởng là đặt một cái tượng Quán Thế Âm ở trước cái động này. Rồi ni trưởng cũng cho đặt cái tượng Quán Thế Âm đó đâu vài năm nay. Và ở bên trong của cái hang thì có một vị ni mà tu ở đây, mà dùng cái muỗng ăn cơm để mà tạo nên cái tượng Phật Thích Ca ở trong cái động. Tượng cũng to lắm. Con thấy là tượng đó làm ở trong cái vách đá của cái động, mà cũng rất là hình như chiều cao cũng là 1 mét mấy gì đó. Rồi cũng cái tượng cũng rất là đẹp. Dạ. Rồi trong cái hang này thì có cái tượng của Phật Thích Ca, rồi cũng có để đèn cầy, rồi cũng có rất là, vô đây rồi thì thấy rất là trang nghiêm, mà rất là thích, rất là thích hợp với cái việc tu hành của như hồi thời Phật còn ở trong một cái động đó. Rồi sau đó thì xong cuộc lễ,
thì đó là cái chùa thứ nhì. Rồi ngày hôm qua thì con đi một cái chùa thứ ba, là cách nhà con hơn gần 3 tiếng đồng hồ lái xe lận. Mà cái chùa này ở trong rừng, trong rừng mà ở trên núi nữa. Và từ ở ngoài đường lớn, đường đường là lưu thông lớn đó, mà đi vô thì phải đi bằng con đường nhỏ, đi quanh co cũng như là đi đường đèo vậy. Và đi khoảng nửa giờ lái xe chậm chậm thì mới đi vô tới chùa. Và cái chùa này có đặc biệt là không dùng nước của, nói chung là nước phong tên thì không có dùng, chỉ dùng nước thiên nhiên, là có những cái hồ to rồi hứng nước mưa rồi dự trữ để dùng. Và cũng không dùng điện của nước của nhà nước luôn đó. Và tự có điện mặt trời, dùng điện mặt trời. Rồi ở đây thì cũng có tủ lạnh, nhưng mà lại là dùng ga, chứ không, nói chung là không dùng điện, dùng nước gì của chính phủ Úc hết. Dạ, cái chùa này con thấy đúng là khổ hạnh lâm, cũng như người Việt hay đặt tên cái chùa này là khổ hạnh lâm. Bởi vì đi từ ở ngoài đường vô đi lái xe là nửa giờ chậm chậm, rồi ở trong đây là quý sư ở trong đây coi như là không có thấy gì bên ngoài hết, bởi vì chùa trong rừng trong núi không thấy gì bên ngoài hết. Nhưng mà mấy năm trước thì ít Phật tử hơn, còn năm nay thì Phật tử ngày hôm qua cũng đông lắm. Và người Việt thì cả hơn 100 người đi dự lễ dân y ở đây, và có cả đủ sắc hết, đông đúc thì cũng có người Thái, rồi người Sri Lanka, rồi người Ấn Độ, ít ít thôi. Nhưng mà cuộc lễ thì cũng rất là viên mãn. Và thì dạ con xin sám hối, mấy hôm nay thì con cũng bị ho ho cảm cảm vậy thôi. Dạ, rồi ở đây là dân y Kathina thật sự, bởi vì con thấy ở trong chùa có tất cả là bãi vị sư. Dạ, hôm qua là có bãi vị sư. Và đặc biệt là ở đây có một vị sư trụ trì là người Việt. Dạ, người Việt, nhưng mà cái vị sư này á thì trước đây là ở bên Mỹ, học hành đồ thành tài ở bên Mỹ. Rồi đi, con nghe không được rõ lắm là đi qua bên Thái Lan để làm gì đó. Rồi mà vị sư này lại là gốc Thiên Chúa Giáo. Nhưng mà khi đi qua bên Thái Lan thì tiếp xúc với Đạo Phật, thì lại là hoan hỷ rồi bỏ đạo và theo đạo Phật luôn. Và sau đó học hành ở bên đó rồi, rồi được đưa về, đưa qua bên Úc, rồi ở đâu, ở một tiểu bang khác vì một thời gian. Rồi khi cái chùa này đó, cái vị sư á bị lớn, vừa lớn tuổi rồi lại vừa đau bệnh hay như thế nào đó. Rồi ở trong cái chùa mà ở trong núi, trong hang vậy, ở trong trên núi, trên rừng như vậy, cho nên không có ai chăm sóc. Và cái vị trụ trì ở đây đó phải được đưa vào nursing home, mà là người Tây, được đưa vào nursing home. Cho nên cái vị sư người Việt này được đưa về đây để trụ trì ở đây. Và vị sư này cũng hoan hỷ, mặc dầu khổ hạnh như vậy nhưng mà cũng đã trụ trì ở đây gần 10 năm rồi. Dạ, hiện tại thì con nghĩ vị sư này chắc cũng hơn 50 tuổi rồi. Dạ, và hiện đang trụ trì ở đây. Dạ, sư này thì nói tiếng Việt được nhưng mà ít lắm, bởi vì lúc nhỏ ở đâu bên Mỹ rồi đi tu, rồi bây giờ về đây thì tiếng Việt nói được nhưng mà nói ít lắm, thành ra không có giảng pháp tiếng Việt được. Dạ,
Rồi ngày hôm qua thì con cũng có một cái niềm vui lớn nữa. Và con cũng chia sẻ với đạo tràng là ông xã con thì trước đây thì cũng không có phản đối hay là cũng chưa có đi theo tụi con mà đi chùa này chùa kia đồ, không có quan cũng chưa có quan hỷ đi. Nhưng mà ngày hôm qua thì khi sáng ra thì con chuẩn bị đi, lúc 6 giờ mấy con chuẩn bị đi thì ông xã con dậy hỏi gì chứ, ủa bữa nay đi chùa mấy giờ đi? Thì con nói sắp đi rồi, sắp tới giờ đi. Thì ông xã con nói thôi ông xã con cũng đi nữa. Thì con cũng thấy mừng là bữa trước thì nói là không đi, rồi ngày hôm qua lại nói đi. Dạ, thành ra con cũng mừng trong bụng là ông tự tự ý muốn đi. Nhưng mà ngày hôm qua thì chỉ có con với một đứa con gái với lại ông xã con thôi, có ba người đi, còn mấy đứa kia thì nó không có điều kiện đi được, nó bận công việc nó không có đi cái chùa xa này được. Dạ, rồi đi thì con để ý con thấy là ổng lên thì vì chưa phải là Phật tử thành ra ổng không có tham gia, nhưng mà ổng lại đốc thúc con, ổng nói thì đi vô cúng dường đi để rồi lát nữa dân y. Thì con cũng mừng trong bụng nữa, rồi hai mẹ con là đi đến để cúng dường rồi nhận y để một lát nữa dân y. Con thấy là con cũng mừng, rồi ông cũng đi vòng vòng rồi ông chụp hình đồ này kia. Nhưng mà tới cuối cùng thì con thấy là ông kỹ lưỡng lắm. Con mới nói thôi bây giờ là chụp cho tôi một cái tấm hình tôi đổi y đi. Rồi ông cũng chụp, chụp rồi xong rồi khi mà đi vô chánh điện để làm lễ đó, thì ông đi vô, ông kiếm con. Bởi vì cái chùa này đó, cái chùa này làm xây dựng theo một cái hình mà một cái chiếc tàu nó úp ngược. Dạ, bên trong thì nó rất là làm bằng sàn gỗ rồi tất cả đồ nó rất là trang nghiêm. Thì vô đây thì Phật tử đông lắm cho nên ngồi đầy hết cả cái chánh điện thì nó cũng không được sáng tỏ nữa, rồi nó không được thấy rõ lắm. Nhưng mà ông đi kiếm con để ông chụp cái hình con ngồi chắp tay. Rồi ông đi ra ngoài, ông đi vòng, ông chụp hình chỗ này chỗ kia. Rồi về á, thì con cũng không hay biết. Nhưng mà tới hồi sáng này á, thì con coi trên Facebook thì con thấy ông đưa lên một cái bài mà ông tường thuật lại ngày hôm qua ông đi dự lễ dân y như thế nào thế nào. À, nói lên, đưa hình lên rồi đưa bài lên thì con hoan hỷ quá. Rồi con thấy là ông có lẽ là từ từ ông cũng đi vô rồi, đi vô. Nhưng mà rồi có một điều nữa là khi ngồi trên xe đi về thì ổng hỏi con vậy chứ hôm nay đó thì đi cúng dường bao nhiêu tiền. Thì con cũng trả lời, rồi ổng cười cười, ổng làm thinh thôi, ổng không nói gì hết. Thì thôi tất cả những cái điều mà con có được, con hoan hỷ được. Và cái cuộc lễ ngày hôm qua thì cũng đã coi như là cuộc lễ đã thành công viên mãn. Rồi con cũng có được niềm vui. Rồi sáng này con lại được cái niềm vui đó nữa. Rồi con có chia sẻ với cô Nhật Quỳnh liền. Con có lên Facebook con chia sẻ với cổ, nhưng mà con không thấy cổ trả lời. Chắc có lẽ là hôm nay cổ bận, cổ đi đâu rồi cho nên không thấy trả lời. Và đó là ba cái cuộc lễ dân y mà con đã đi dự. Và còn riêng về phía ở Việt Nam á,
Thì con đã theo dõi từ hôm đầu tới giờ, thì con thấy ở tổ đình Bửu Long thôi thì quá là hoành tráng, tới bãi vị làm thí chủ, rồi tới những cái chùa mà cô Châu Nguyễn, rồi cô Liên Hoa, rồi cô Như Quỳnh đồ đi đều có chia sẻ lên. Thôi con hoan hỷ quá. Và hôm nay thì tới chùa Ngọc Đạt nữa. Một lát đây chắc rồi con cũng sẽ theo dõi trên Facebook coi có ai đưa lên không. Rồi thôi nói chung là năm nay con hoan hỷ nhiều cái điều mà con, nói chung là con 2 tuần qua rồi con đều hoan hỷ, con không có chuyện gì để mà thắc mắc buồn vui gì hết. Dạ thôi thì tất cả những cái chùa mà con đã đi được cũng như những cái tịnh tài mà con gửi về để hùng phước với chùa Ngọc Đạt, chùa Phước Quang, Bình Định, rồi chùa Phước Hộ, rồi chùa của tỉnh thất của Ngài Thanh, thì tất cả những cái phước báo mà con làm được đó thì con cũng xin chia phước với lại quý vị trong tất cả đạo tràng này, cũng tùy hỷ với phước báo của con. Dạ thôi thì con cũng chia sẻ như vậy, là con cũng kính chúc cho Ngài là luôn luôn được dồi dào sức khỏe và luôn luôn được thẳng tiến trên con đường phạm hạnh và dẫn dắt Phật tử chúng con. Dạ con xin nhận mít cho người khác ạ. Sa thủ, sa thủ với tiền sự mà cô Meta đã trình bày rất là quan hệ. Trong sự việc mà Sức Meta đã trình bày như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng vì cái riêng tư gì của một vị trụ trì ở đó, cái chùa Chư Tăng 4 vị, 3 vị, 2 vị hoặc là 1 vị, nhưng mà cả thỉnh Chư Tăng khách đến để chứng minh cho cuộc lễ được thành tựu, thì cái điều này đối với ở Việt Nam hoặc là các nơi khác đều làm như vậy. Và lễ dân y Kachina vẫn được thành tựu chứ không phải là dân y thường. Nghĩ rằng Chư Tăng nhập hạ đó chỉ có 4 vị không tổ chức lễ Kachina và tổ chức cái hình thức dân y thường, đó là một cái điều mà chúng tôi nghĩ rất là đáng tiếc. Có Chư Tăng khách đến dự nữa thì cái số lượng càng đông, cái quan trọng thành tựu một cuộc lễ dân y Kachina là trên 5 vị và phải có 2 vị tụng chuyên ngôn theo luật ha. Theo luật nếu mà chúng ta làm được như vậy thì cái phước báo của thí chủ sẽ lớn. Cái lễ để Đức Phật Tràng vừa để Đức Phật. Nhưng mà có Chư Tăng khách đến mà không cử hành lễ dân y Kachina mà dân y thường, đó là một điều rất là uổng. Bởi vì cái điều kiện để thành tựu lễ dân y Kachina là dân đến ta, chứ không phải dân đến cái chùa đó, không phải dân đến ông sư đó, mà dân đến ta. Và là những vị, ví dụ như 2 vị tương ngôn nắm rõ về luật, coi có vi phạm gì không. 8 cái điều gọi là bó buộc, ta đi vô thác, có bị vướng vào đó hay không. Rồi coi như những cái vị mà thọ y là trưởng lão hay là có y cũ rách, hoặc là được Chư Tăng chỉ định. Ủa tại sao làm lễ dân y Kachina, trời ơi, làm thí chủ lễ dân y mà còn thắc mắc cái kiểu này, xin Thị Lâm ơi là Thị Lâm.
Ủa tại sao không làm lễ dân y Katina? Bởi vì ở đó có cái khuynh hướng nghĩ rằng chư tăng nhập hạ ở chùa chỉ có 4 vị. À, chư tăng ở chùa chỉ có 4 vị. Trong khi có thỉnh tăng khách đến nhưng mà lại làm lễ dân y thường. Nên cho nên mới nói rằng đáng tiếc. À, nếu mà nghĩ rằng đúng theo luật dân y đến chư tăng rồi trong cái lễ đó phải có 2 vị hiểu rành về luật, chư tăng trên 5 vị là đủ làm lễ rồi. Chùa có 4 vị mà thỉnh thêm chư tăng ở bên ngoài để dự lễ nữa, tại sao không đưa vô cái lễ Katina mà lại làm lễ dân y thường? Dân y thường có nghĩa là không có tụng tuyên ngôn. Chính vì vậy cho nên cái phước của thí chủ nó giảm. Còn tới lúc mà ta như Sích Mê Ta mà nói đi dự lễ cái chùa thứ tư rồi có ông xã đi theo hỗ trợ ủng hộ tối đa, khi mà đề cập đến là ông xã của Sích Mê Ta mà coi như hoan hỷ trong thiên sự như vậy thì thấy xin như quan thấy các bạn quan hiểu quá, cho nên chắc lên xa thú liền ha. Ước gì cái hoàn cảnh đó nó trùng hợp. Xin chào Sĩ Khoa Trâm Pa, xin chào cô tụ nữ Tuệ Duyên, xin chào Sĩ Kha Nguyễn, xin chào Huynh Dũng Văn Bê. Không biết hôm nay Huynh Pháp Hữu có đến hay không. Và Sích Nhật Quỳnh đi đâu vắng cũng chẳng cho biết gì hết, cho nên đến với đạo tràng, quý vị cảm thấy rằng thiếu Sích Nhật Quỳnh cái thấy cái room nó vắng ha, còn có Sích Nhật Quỳnh thì cái room nó có vẻ linh động hơn. Bây giờ thiện sự sắp đến, tức là trong cái ngày mùng 5 là cái lễ động thổ khởi công ở tại chùa Phước Quang. Sau khi mà tổ chức lễ dân y xong ha, là quý vị thấy Đại Đức Pháp Trang bây giờ tiến hành thêm một cái lễ nữa, động thổ xây dựng tăng xá. Rồi bây giờ cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang sự chuẩn bị tổ chức được bao nhiêu? Dự tính là 600 triệu nhưng mà cái khả năng đã nắm được trong tay và làm việc thì cái phương pháp thế nào đây? Cái tăng xá cao rộng bao nhiêu mà bây giờ thấy trong các cuộc lễ có kêu gọi có sự đóng góp của chư tăng của Phật tử, vậy thì cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang một cái thiện sự và chư tăng đã hỗ trợ Phật tử đã hùng phước. Bây giờ Đại Đức Pháp Trang tính sao đây? Ngày mùng 5 động thổ, trời cung thỉnh bàn tay của Đại Đức Pháp Trang lễ dân y xong rồi, bây giờ qua cái là làm cái tăng xá liền về thiệt tuổi trẻ đại cao hậu sinh khả quý. Rồi bàn tay của Đại Đức Pháp Trang đâu rồi? Hãy nói lên cái phước sự này để cho đạo tràng quan hỷ. Thầy cũng đỉnh bàn tay để Đức Pháp Trang. Sao em ru vậy nè? Sao em ru? Rồi, không thấy tiếng hiệu. Còn không sử dụng mic được. Không sẽ. Hôm trước coi như là cái laptop kia chiến đấu lắm mà. Coi như nhỏ nhưng mà nó rất là rõ. Sao bữa này không sử dụng mic được? Bây giờ để cô tu nữ tự gian coi như sử dụng giùm ha. Cô tu nữ tự gian nói chuyện giùm ha. Rồi cung thỉnh cô tu nữ tự gian mấy ngày hôm nay dự lễ dân y Katina chùa này chùa kia, cô tu nữ tự gian ý sao, có hoan hỷ hay không? Rồi xin cung thỉnh.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào tất cả quý thiện nam kính nữ. Dạ bạch Ngài, Ngài kính cung thỉnh con, chắc con tổn thọ quá. Mùa lễ dân y này thật ra con mới đi dự có hai chùa. Thứ nhất là Thiện Hữu, thứ nhì là mới hôm qua là ở chùa Siêu Lý tại Vĩnh Long. Cái mùa lễ dân y này thật là khi mà thấy Chư Tăng thử Phật đến dự đông đủ. Năm ngoái cũng giống như năm nay, nhưng mà nó chỉ khác có cái năm thôi. Năm ngoái là 2018, năm nay là năm 2019. Trong cái không khí lễ hội dân y cá, Phật thì nó cứ chỉ với nhiêu thôi. Từ 16 tháng 9 cho đến gần thôi thì kết thúc chương trình lễ dân y cá thi ná. Mà con cũng chưa có thấy được các vị như hoa là chùa Sư Lý, dự định cũng chục, nhưng mà chắc 50 vị, dù 70 hay 50 cũng rất là hoan hỷ. Rồi hôm nay thì hình như là ở bên bên chùa Như Pháp, nhưng mà rất tiếc là bên bển thì tụi con không được dự, tại vì ở bên đó thì họ làm lễ cũng giới hạn một mình như vị hai vị để tham dự thôi, cho nên là tụi con cũng giới hạn lắm, cho nên là tụi con cũng đi giới hạn. Dạ con còn quên nữa, hôm bữa bên Cần Thơ con có dự đó, gọi là Giác Minh, thiền viện Giác Minh. Đây, thì Lâm hỏi gì? Hôm nay cô có đi dự chùa Tứ Phương Tăng, Tứ Phương Tăng qua rồi. Đó, cô có đi bên Tứ Phương Tăng. Thi Lăng hỏi, tại vì không có dấu cho nên không biết cô đội tập con trúng không. Thật ra thì Ngài kêu con lên, mà Ngài nói thỉnh con lên là con thấy con bị tổn thọ. Biết là hôm nay là sinh nhật Quỳnh bận đi chi mà Tứ Phương Tăng ở Vĩnh Long mà phải. Tứ Phương Tăng Vĩnh Long qua rồi, hôm nay 22 lần dạ mình dạ Quỳnh Pháp Hữu, dạ Quỳnh Pháp Hữu đã tới rồi hả? Dạ vậy dạ bây giờ con xin xuống mic. Quỳnh Pháp Hữu đã tới rồi, dạ. Thank you.
Con kính chào chú Pháp Hữu. Con xin đọc bài thỉnh giảng sư Achaloka Thipati Saham Pati Anjali Antivarang Aya Chatha Santi Thasata Parachakha Tika Dese Tuthamang Anukam Pimang Pachang Sathamma Fering Vinayang Chakayan Sutan Chabantang Afithamma Chamang Ako Tayanto Chatusak Chadandang Papo Thaneye Parisa Yamache. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhóm vườn lộc giả ngày giờ chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đặng trí tri vẹn toàn. Và con kính nhường mic lại cho chú Pháp Hữu. Không biết bây giờ huynh Chánh Ngộ có nghe được không ạ? Nếu nghe được thì xin cho số 1. Dạ, cảm ơn. Vẫn còn trục trặc, có lẽ không quen với lại cái giao diện mới. Thành thử hồi nãy vào thì không có đưa tay cầm mic được, không có cho bấm cái nút cầm mic. Bây giờ thì chạy ra chạy vào thì ok. Dạ, cảm ơn huynh Dũng Tóc. Cảm ơn chị Meta Phan Hiền. Bây giờ thì để bắt đầu cái buổi đàm luận Phật Pháp ngày hôm nay, như thường lệ chúng tôi xin mời tất cả lắng tâm thanh tịnh để cùng chúng tôi lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadami Svakato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Cội Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng, con xin lại đấng đại hùng, rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bác thánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh, đức vô song tứ thánh sa môn. Thừa hành di giáo thế tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang Thammang Sangkhang Namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy.
Con xin quy kính Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đó là xong cái phần lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Chúng tôi xin đi vào cái đề tài của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính lễ quý chư Tổng Đức Tăng Ni. Kính chào quý anh chị đạo hữu. Nếu mà trong thời gian chúng tôi trình bày có nghe rõ rồi và liên tục thì thỉnh thoảng cũng xin quý vị cho số 1 hoặc là bông hồng để chúng tôi biết. Còn nếu không thì cho số 2. Cái đề tài, cái buổi nói chuyện ngày hôm nay là chúng tôi xin chia sẻ một cách tóm tắt sơ lược về 10 pháp quán tưởng như đã Đức Phật đã dạy trong cái bài kinh Girimananda được ghi lại trong Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya chương 10 pháp. Thì nhìn lại thì cái bài về cái 10 đề tài hay 10 cái đề mục để quán tưởng này trong cái bài kinh Girimananda chúng tôi đã trình bày lâu rồi, khoảng 2 năm trước, năm 2017. Rồi sau đó chúng tôi đi vào chi tiết trình bày cuốn sách của Ngài, chia sẻ nội dung cuốn sách từng chương một, cuốn sách của Ngài Analayo 24 chương nói về bệnh tật và cái chết. Thì trong đó Ngài chia làm hai phần rõ ràng. 12 chương đầu thì Ngài trình bày về bệnh tật, những cái lời giảng của Đức Phật để chúng ta suy ngẫm và có thể áp dụng vào trong đời sống của mình. Bởi vì ai cũng bệnh, sanh già bệnh chết là cái điều tất yếu. Không ai nói rằng không bệnh. Mặc dù bây giờ thì người ta thường hay quảng cáo tuyên truyền những cái loại thuốc này, thuốc kia, rồi những cái chế độ ăn uống này, chế độ ăn uống kia, rồi cái lối sống, cái tập thể dục. Thì có thể nó làm giảm bớt cái tần số xuất hiện của những cơn bệnh. Nhưng mà cuối cùng thì ai cũng bệnh. Mà càng lớn tuổi thì càng bệnh nhiều. Cũng như khi mà ba chúng tôi còn sống, ông sống tới hơn 90 tuổi rồi ông mới mất. Thì khi mà ông qua bên này đoàn tụ gia đình thì lúc đó ông trên 70 rồi. Thì cũng bệnh hoài. Thì ông cũng có lần cũng nói là cái thân thể của người già cũng giống như là cái xe hơi cũ. Dầu cho mình cái xe hơi đó là do một cái hãng nổi tiếng trên thế giới, một cái xe hơi của Đức chẳng hạn, rồi mình có bảo dưỡng đủ thứ, đi bảo trì, gửi đi gara sửa xe định kỳ này kia, nhưng rồi nó cũng phải hư thôi. Nó cũng bệnh này bệnh kia thôi. Chẳng hạn như bây giờ chúng tôi có hai chiếc xe ở nhà, một chiếc thì nhìn lại thì cũng hơn 10 năm rồi, còn chiếc kia thì mới hơn chút, khoảng 3 năm. Thì mình thấy cái xe 10 năm thì nó bắt đầu nó trục trặc rồi. Mặc dù là mỗi 6 tháng chúng tôi gửi đi tiệm để cho họ bảo trì, họ thay nhớt, thay xăng rồi soát lại đủ thứ, nhưng mà nó cũng có những cái bộ phận nó hư. Không có, mình không có tránh được, mình phải chấp nhận. Do đó mà chúng tôi phải gia nhập cái hội của những người lái xe hơi, để mà rủi ro mà cái xe nó bị nằm đường thì mình gọi điện thoại, mình gọi họ tới đem xe tới cẩu đi, để mà đem về sửa. Nhưng mà mình phải chấp nhận. Trở về vấn đề là làm sao để mà mình đối phó được mình, những cái cơn đau nó đến là mình chịu đựng như thế nào, mình có thể sử dụng những cái những lúc đau đớn như vậy để mà giúp mình thấy rõ được cái bản chất của cuộc đời, giúp mình bình tĩnh hơn, mình chấp nhận cái sự thật, cái thực tế đó, mình không có trốn chạy. Rồi mà từ chương 13 cho đến chương 24, 12 chương kế tiếp thì Ngài trình bày những cái lời dạy của Đức Phật trong cả hai tạng. Chúng tôi thích đọc cuốn sách của Ngài là cái chỗ này, là không phải chỉ Ngài, chỉ Ngài là một cái, Ngài Analayo là một vị tu sĩ Theravada theo Phật giáo Nam truyền, nhưng mà Ngài giỏi tiếng Hán, ngoài tiếng Pali Ngài cũng giỏi tiếng Hán, là Ngài nghiên cứu cái bộ A Hàm của Hán Tạng, đồng thời một số tài liệu của những cái nguồn kinh
kinh văn khác của Phật giáo Tây Tạng hoặc là những cái mảng Sanskrit còn sót lại, ngài đem ra trình bày để mà mình nhớ, có một cái nhìn thông thoáng hơn về cái kho tàng kinh điển của Phật giáo, không hẳn về một cái nguồn nào hết. Mặc dầu thì mỗi người chúng ta có một cái phước duyên, thành thử ra có một cái cơ duyên mình có thể dựa theo một cái nguồn chính. Chẳng hạn như có lẽ đa số anh chị em trong room này thì dùng kinh điển Nikaya của Phật giáo Nam truyền. Nhưng mà mình là người Việt Nam là mình lại có một cái phước duyên khác là mình có thể tiếp cận được cái nguồn kinh điển của Hán Tạng nữa. Mà ngày nay thì cái bộ A Hàm đã được quý thầy bên Bắc truyền đã dịch ra tiếng Việt. Ngoài cái bộ Nam truyền, mình có cái cơ hội thật sự ra so sánh với lại những anh chị em Phật tử của các quốc gia khác là mình có một cái phước duyên tốt. Nên mình sẽ phải lợi dụng cái cơ hội đó. Đó là một cái điều rất là may mắn cho mình. Và những cái bản dịch đó, bản dịch từ Nikaya cũng như bản dịch A Hàm in ra phổ biến khắp nơi và cũng có đưa lên trên mạng để cho mình đọc. Ra mình cảm thấy gần gũi hơn với lại những cái gì ngài Analayo trình bày. Thì trong cái phần thứ hai nói về chết, một điều tất yếu, thì ngài cũng đưa ra những cái trường hợp là những vị đại đệ tử Đức Phật trong thời Đức Phật còn tại thế, khi sắp sửa qua đời thì các vị ấy đối phó với cái chết như thế nào. Mình cũng dựa vào đó để mình suy ngẫm, mình lấy mình suy tư tìm hiểu rồi thử áp dụng vào trong cái đời sống của mình. Và đồng thời mình cũng có thể dùng đó để mà khuyên giải hoặc là hướng dẫn hoặc là cố vấn, có những cái lời khuyên động viên cho những người thân của mình, bạn bè của mình hoặc là người thân sắp sửa chết. Mà mình nhớ là dầu cho mình động viên như thế nào, nhưng mà những điều đó hay là chính mình khi mình gần chết có được người khác tới nhắc nhở thì mình phải tập trước, tập thành một thói quen để khi đó mà mình gần chết nó đau đớn, mình bối rối thì cũng có người họ nhắc tới mình thì mình nhớ lại, chứ không phải tới từng chừng đợi đến nước đến trôn mới nhảy, hay là tới chừng đó mới học thì trễ rồi. Ra mình phải tập ngay từ bây giờ, tập chết, sửa soạn cho cái chết. Không phải bi quan, chúng tôi nói đây là nói một cách rất là bình tĩnh. Bởi vì chúng tôi thường hay nói, cũng có hôm trước cũng có chia sẻ là mình thích đi chơi thì mình sửa soạn đi hành hương Ấn Độ, hay là từ Việt Nam đi Mỹ, hoặc là từ Mỹ đi về Việt Nam, hay đi Âu Châu này nọ. Nhiều khi có những người họ sửa soạn cả 6-7 tháng, có khi cả năm trời, để dành tiền rồi đi hỏi thăm thông tin này kia, tìm hiểu để mà sửa soạn chuyến đi cho nó tốt. Rồi cũng chưa chắc gì đi được. Có những người, ngay cả bản thân chúng tôi vào giờ chót thì có những cái biến cố nào đó xảy ra là mình phải hủy chuyến đi, hoặc là mình phải hoãn chuyến đi, dời đi. Cũng chưa chắc gì rồi mình đi được cái chuyến đi đó. Nhưng mà cái chuyến đi cuối cùng trong đời mình, chúng tôi hay nói chuyến đò cuối cùng là không có trốn được. Có thể mình trì hoãn thôi, nhưng mà cuối cùng là phải đi, ai cũng phải chết. Là cái chuyến đi cuối cùng, không ai trốn. Đừng có tin vào những cái lời đồn đoán hoặc là nó là uống thuốc trường sinh bất tử, rồi cái đó là những cái tuyên truyền thôi. Những cái thực tế rõ ràng mình phải thấy rõ, chấp nhận là rồi thì ai cũng phải ra đi, thì tốt hơn là mình sửa soạn. Mình sửa soạn ngay từ bây giờ. Thì ngày xưa chúng tôi cũng có trình bày mấy lần làm sao để mà mình sửa soạn cho cái chết của mình, sửa soạn những cái điều thực tế chung quanh, giấy tờ này nọ, tài sản tiền bạc nợ nần này nọ, phải sửa soạn những cái điều thực tế xảy ra trong cuộc sống. Đồng thời cũng sửa soạn cái tâm lý này, tâm lý cho mình và tâm lý cho những người chung quanh. Chúng tôi thấy nó rất là hay. Nhiều khi mình vội vàng, mình không muốn nó nhắc tới, mình sợ. Mà cái tâm lý là tâm lý chung. Chẳng hạn như người Tây Phương, người Úc ở đây là họ cấm kỵ, những cái điều kiêng kỵ, không bao giờ họ nói gặp nhau, hay là không bao giờ nói về cái bệnh, về cái chết.
hỏi thăm như thế nào rồi thôi. Nó giờ nghe tin người nào chết thì sorry, rồi cảm thấy buồn, nói tới cái đầu môi rót lưỡi vậy thôi, rồi sau đó họ chuyển sang đề tài khác, họ không muốn nói, sợ. Nhưng mà làm người Phật tử á, thì mình phải có cái nhìn khách quan, chấp nhận thực tế. Phật tử là theo cái nhìn, theo cái quan điểm chúng tôi là không bi quan cũng không lạc quan, mà là khách quan, nhìn cho nó rõ cuộc đời nó là như thế, mình tốt hơn là mình sửa soạn đó. Thì nói về cái sửa soạn cái chết, 12 chương cho cuối. Nhưng mà có một điểm đặc biệt trong đa số các sách của ngài Analayo là ngài là một vị tu sĩ giỏi cả hai mặt, đều mặt pháp học lẫn pháp hành. Chẳng những ngài giỏi kinh điển, giỏi về ngôn ngữ, những ngôn ngữ cổ xưa Sanskrit, Pali, Hán, chỉ tiếng Hán đời đường đó là tiếng Hán của kinh điển đó. Rồi tiếng Đức, là ngài là người Đức, rồi tiếng Anh, rồi bây giờ là ngài viết sách tiếng Anh và đi giảng pháp bằng tiếng Anh. Ngài giỏi về ngôn ngữ, nhưng mà ngài cũng giỏi về pháp hành. Ngài là một thiền sư, thường hay hướng dẫn các khóa thiền, khóa thiền 10 ngày hoặc có khi cả tháng, là ngay cả bản thân của ngài có khi ngài đóng cửa tịnh tu, hành thiền không có tiếp xúc với bên ngoài, đóng cửa tịnh tu. Thành ra một người giỏi hai mặt, học và hành. Ra trong những cái cuốn sách của ngài thì cũng phản ánh cái điều đó. Ngoài những cái, ngoài phần lý thuyết đưa ra những cái đời, những cái lời giảng của được ghi lại trong kinh điển, phân tích, rồi lúc nào cũng có những cái bài tập thực hành trong cái cuốn sách Tỉnh thức đối diện với bệnh tật và cái chết, thì cái phần cuối cùng, phần kết luận là cái phần thực hành. Ngài lấy cái bài kinh Girimananda ra, trong đó có 10 pháp quán tưởng, để đưa ra những cái hướng dẫn thực tế để chúng ta thử thực tập. Chúng ta tập cái duyên sự của bài kinh, không biết có còn có nghe rõ mà. Cái bài kinh này là một trong những cái bài kinh hộ trì. Những ai mà có quen nghe hoặc là tham nghe, thỉnh mời chư tăng, hoặc là đến chùa nghe chư tăng Nam truyền đọc một loạt những cái bài kinh Paritta, bài kinh hộ trì, thì trong đó có cái bài kinh Girimananda này. Mình nghe những cái tiếng Pali, mình nghe lỗ bổn, nhà hàng bản thân chúng tôi thì dốt Pali lắm, chỉ biết y tờ thôi, chứ tức là căn bản một vài cái từ căn bản Pali, cho thật sự không có giỏi Pali. Nhưng mà mình đoán mình biết được, khi mà chỉ ta bắt đầu chuyển sang tụng bài nào mình nghe, mình đoán mình biết. Thì một trong những cái bài kinh hộ trì đó là bài kinh Girimananda. Có dịch ra tiếng Việt là có một số, tôi có nghe một vài cái cuộn băng các chư tăng tụng bằng tiếng Việt. Nhưng mà có một điều lạ là không thấy, hay là chúng tôi chưa có dịp. Rồi nói là không thì không đúng, nhưng mà chưa có dịp để mà thấy, nghe hoặc biết đọc sách bằng tiếng sách tiếng Việt đó, mà giảng phân tích về bài kinh này Girimananda. Mà ngay cả trong những cái sách tiếng Anh hoặc tài liệu tiếng Anh mà chúng tôi tìm được thì cũng hầu như là không có ai đề cập đến hay là giảng giải chi tiết về cái bài kinh Girimananda này, ngoại trừ hai vị. Thì mời các anh chị vào trong cái slide đầu tiên, chúng tôi đưa ra không biết được hay không đây. Rồi không có rớt tay, anh chị vào được ha, nếu vào được xin cho số 1. Có hai cuốn sách mà chúng tôi tìm được và hiện có ở trong cái tủ sách ở nhà. Đó là đầu tiên là cái cuốn của ngài Analayo mà chúng tôi đang trình bày đây. Đó là cuốn Mindfully Facing Disease and Death, Tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết. Trong đó ngài có đề cập tới bài kinh Girimananda. Và cái phần kết luận là cái phần ngài dựa theo cái bài kinh đó đưa ra những hướng dẫn chi tiết. Rồi sau đó chúng tôi tìm được một cuốn sách khác mới xuất bản năm ngoái, là của ngài Hòa thượng Gunaratana, Meditation on Perception, Thiền về quán tưởng. Chúng tôi tạm dịch như vậy: 10 pháp chữa lành
10 healing practices để vun trồng chánh niệm, to cultivate mindfulness. Thì trong đó ngài cũng đề cập đến bài kinh Giramananda và ngài đưa ra những cái hướng dẫn để thực tập. Thì chỉ có hai cuốn sách đó mà chúng tôi tìm được bằng tiếng Anh. Chúng tôi không có rành những tiếng khác, không biết gì về tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Na Uy gì đó thì mình không biết, hay là không biết có những cái cuốn sách của các vị khác hay không. Nhưng mà trong cái môi trường tiếng Anh thì chúng tôi cho tới giờ này thì chỉ tìm được hai cuốn sách này thôi. Thì có thể trong tương lai nếu mà thuận duyên, chúng tôi sẽ chia sẻ thêm về cuốn sách của ngài Hòa thượng Gunaratana. Ngài cũng là một vị cao tăng tên tuổi nổi tiếng, có uy tín ở Mỹ. Ngài là người Sri Lanka, là sư đệ của ngài Hòa thượng Narada. Trước 75, ngài đã từng đi về Việt Nam cùng với Hòa thượng Narada. Khi chúng tôi có gặp ngài ở tại Perth mấy năm trước thì ngài có kể lại những chuyện đó. Rồi sau đó thì ngài được thỉnh mời sang Hoằng Pháp ở Malaysia một thời gian vài năm. Rồi có lẽ cái duyên đưa đến thì ra có người thỉnh mời ngài sang Mỹ và ngài ở bên Mỹ cho tới bây giờ, tức là hơn 40 năm ở Mỹ. Là một trong những hòa thượng Nam truyền thật sự là Phật giáo, đúng là ngài rất cởi mở, ngài tiếp xúc và sinh hoạt cộng đồng Phật giáo ở của mọi truyền thống chứ không phải chỉ Nam truyền thôi, cả bên Tịnh Độ rồi bên Tây Tạng kia ngài cũng sinh hoạt và giảng dạy họ. Nó bây giờ ngài lớn tuổi rồi, ngài hơn 90 mấy tuổi, ngài có lẽ rộ rầy thì có lẽ yếu, ít có giảng. Thành ra cái cuốn sách này có lẽ là dựa theo những cái bài giảng của ngài khi trước mà nói về 10 pháp quán tưởng. Thì đó là hai cuốn sách mà chúng tôi thấy được của hai vị thiền sư, của ngài Thượng Gunaratana và của Tỳ Khưu Analayo. Thì bây giờ trở lại, như chúng tôi đã nói là trong thời gian qua chúng tôi trình bày chi tiết về cuốn sách của ngài Analayo, thì bây giờ xin các anh chị đi vào cái slide kế tiếp. Thì như nói thì trong cuốn sách này có 24 chương, 12 chương đầu nói về bệnh, làm sao chúng ta đối phó với bệnh tật, 12 chương kế là nói về chết, và cuối cùng có cái phần kết luận và hướng dẫn hành thiền. Ở trong đó có ngài đưa ra 10 pháp dựa theo bài kinh Giramananda. Các anh chị vào được cái slide này chưa? Ở bên phải của slide thì chúng ta tóm tắt lại 10 cái đề tài đó, 10 cái đề mục đó như thế nào. Thứ nhất là nói về vô thường, chúng ta quán tưởng về vô thường, năm uẩn là vô thường. Thứ hai là nói về sáu căn và sáu mắt tai mũi lưỡi thân ý là vô ngã, không có cái tôi, cái ta vĩnh cửu ở trong đó. Kế tiếp là phần nói về cái thân thể này là bất tịnh hay là bất mỹ, không có đẹp, không hấp dẫn. Đức Phật nói đến phân tích theo cái nhìn y học của thời đó, 2600 năm trước, là gồm có 32 bộ phận trong cơ thể, mình phải nhìn cho thấy rõ. Thứ tư là nói về cái sự nguy hiểm, nguy hiểm đây tức là nguy hiểm của cái thân này, lúc nào cũng bệnh, không bệnh này, bệnh kia, đủ thứ bệnh, liệt kê ra một loạt những loại bệnh chúng ta phải biết. Đó là cái dựa theo cái kiến thức y học của Ấn Độ khoảng 26 thế kỷ trước. Có nghe rõ chưa hả? Anh Dũng nghe rõ. Thứ năm, đề tài thứ năm là về nói về từ bỏ. Chúng ta nhìn những cái tâm của mình, em ta không có dính mắc những cái tâm bất thiện, tâm dục, tâm sân, tâm hại, tâm ác. Thứ sáu, thứ bảy, thứ tám có thể là 3-4 cái đề tài này có liên hệ chung với nhau, tức là chúng ta hướng cái tâm chúng ta về niết bàn, về sự giác ngộ giải thoát là cái mục tiêu tối hậu của người con Phật. Và trong từng giai đoạn như vậy, đầu tiên chúng ta phải biết buông bỏ ly tham. Sau đó chúng ta nhìn cái ích lợi của khi mà những cái tâm tham dục, tham ái đoạn diệt thì mình được an tịnh như thế nào.
Rồi từ đó mình nhìn ra, mình thấy rằng không có chạy theo những cái những sự hấp dẫn hay là những cái điều hư ảo của những cái pháp trên thế gian này, nhất là trong cái thời đại này chúng ta dễ bị lôi cuốn vào trong những quảng cáo tuyên truyền của vật chất, của sắc đẹp, của thức ăn, rồi ăn mặc như thế nào, hoặc là những khẩu hiệu tuyên truyền quảng cáo mua đồ này đồ kia này, lúc càng ngày nó càng tinh vi trong cái thế giới tư bản, là mình phải cẩn thận để mình thấy chán, thấy nó có, nó không có đúng, nhiều khi nó là cái phương tiện mà nhiều khi mình quên đi, mình cho nó là cái mục đích mình chạy theo, cuối cùng rồi thì mình không có cái nhìn xa hết là đó là cái sự hiển nhiên ở trên đời trời đất, trong cái thế gian này, đó là những cái hiện tượng có do điều kiện, tức là hữu vi từ điều kiện mà có. Nếu mà mình thấy được như vậy rồi mình thấy nó vô thường, rồi mình không có dính mắc vào đó, mình thấy được cái tính vô thường, đó là mình bắt đầu mình hướng về, nói là mình đạt được cũng không đúng, mình phải cẩn thận ở chỗ này, tức là mình hướng về, mình thấy được, hướng về cái mục tiêu giải thoát mà Đức Phật đã dạy ra là Niết Bàn. Thật ra bốn cái đề mục kế tiếp là 6, 7, 8, 9 có liên hệ với nhau. Rồi cuối cùng trở về một cái pháp căn bản mà Đức Phật thường khuyên mọi người nên thực tập, bởi vì nó thích hợp chung cho mọi căn cơ. Những cái pháp khác, những cái pháp hành khác thì có thể tùy theo cái căn cơ của mỗi cá nhân, có người thích cái pháp này, người ta thích hợp cái pháp kia. Nhưng mà có một pháp hành thiền mà thích hợp với tất cả mọi người, đó là cái pháp hành thiền theo dõi hơi thở. Chúng ta còn thở là còn sống, chúng ta hết thở chúng ta chết, không còn sức ở trong thế gian này nữa. Đơn giản như vậy, thành thử ra cái hơi thở có mặt với chúng ta từ khi chúng ta ra đời cho tới khi chúng ta nằm xuống. Nó là một cái đề mục mà rất là gần gũi và thực tế. Và trong cái pháp quán niệm hơi thở này thì trong tương lai chúng tôi cũng có thể sẽ trình bày chi tiết hơn về một cái cuốn sách của Ngài Analayo này. Ngài phân tích chi tiết về 16 quán niệm hơi thở. Thì ở đây chỉ tóm tắt lại trong cái bài kinh Giramananda, Đức Phật tóm tắt lại cũng nói về 16 bước quán niệm như hơi thở như vậy, nhưng mà chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm 4 bước, tức là nhóm 4, nhóm có về thân, thứ hai là thọ, thứ ba là tâm, và cuối cùng là pháp, trong cái pháp quán tưởng đó. Cái đó là 10 cái đề tài, 16 bước trong cái đề mục thứ 10 của bài kinh Giramananda. Tóm lại, các anh chị theo dõi cái slide này, thấy rằng có 10 cái pháp tưởng như vậy: vô thường, thứ hai là vô ngã, thứ ba bất tử, thứ tư là nguy hiểm, tức là nói về thân, thứ năm nói về từ bỏ, nói về trạng thái của tâm, thứ sáu là ly tham đoạn diệt chán với toàn thế giới, vô thường tất cả các hành, tức là nói về pháp. Và cuối cùng đề mục thứ 10 niệm hơi thở là gọi như tóm tắt trở lại, đưa chúng ta trở về một cái pháp hành thực tế nhất và căn bản nhất mà theo cái hiểu biết của chúng tôi thì các vị thiền sư, hầu như tất cả các vị thiền sư đều khuyên chúng ta phải thực tập. Có thể các vị hướng dẫn theo cách này cách kia, nhưng mà dầu cho đi học trường thiền này trường thiền kia gì nữa thì cũng các ngài cũng dạy chúng ta phải quán niệm hơi thở, rồi sau đó có thể thêm những cái đề mục khác, nhưng mà quán thiện niệm hơi thở coi như là cái pháp hành chung và căn bản cho tất cả các trường phái Phật giáo, không riêng vì Theravada, mà trong Tịnh Độ hay trong Mật Tông gì cũng vậy, cũng phải bắt đầu bằng quán niệm hơi thở. Bây giờ thì mời các anh chị sang hình kế tiếp. Đây là dựa theo, không biết có vào được chưa, nếu vào được xin cho số 1. Dựa theo cái chúng tôi thì trong cái quá trình trình bày toàn thể cuốn sách của Ngài Analayo thì chúng tôi có dịch sơ cái nội dung của cuốn sách từng chương và dạy và trình bày mỗi tuần.
Để nhìn lại là đó là 24 bài, 25 bài. Coi như là cái chuỗi trình bày mà dài nhất trong 10 năm mà chúng tôi được sư Trí Đức giao phó cho trình bày chia sẻ vào sáng thứ hai, thì xem như là cái lần này đấy là mình nói chuyện và trình bày cuốn sách Tỉnh Thức Đối Diện Trước Bệnh Tật Và Cái Chết của ngài Tỳ Khưu Anarayo là coi như là nhiều nhất, dài nhất, 24 25 bài nói chuyện. Đây cũng có những người bạn có nhắn tin riêng nói rằng đề nghị là duyệt lại rồi xong rồi in cho ra cái bản dịch của toàn bộ cuốn sách đó. Thì chúng tôi có đọc lại thì cũng cảm thấy ngần ngại, có nhiều lý do. Thứ nhất là mình phải bỏ nhiều công sức hơn, bởi vì hôm mấy như nói là những cái lần mà chúng tôi mình trình bày chia sẻ trong room này thì chỉ là mình dịch sơ thôi, lấy ý thôi. Là muốn làm thành cuốn sách cho nó đàng hoàng là phải làm lại, phải duyệt lại và điều chỉnh lại. Và cái lời văn của ngài Anarayo cứng lắm. Đọc thì mình thích là bởi vì ngài trình bày chính xác, nghiêm chỉnh, nghiêm túc. Nhưng mà khó dịch lắm, rất khó dịch, ra tiếng từ tiếng tiếng Anh sang tiếng tiếng Việt. Mà thứ hai là ngài là gốc người Đức. Thì ra ngày khi mà ngài viết sách tiếng Anh là ngài viết nó không có, mình có thể tạm nói là nó không có trôi chảy như là cuốn sách của ngài Tỳ Khưu Bodhi. Khưu Bodhi là ngài là người Mỹ, bài viết sách tiếng Anh là ra nó lưu loát. Trong khi cuốn sách của ngài Anarayo thật sự ra cũng không phải nói là, nhưng mà nó mà không thể trách được cái điều này, mình phải hiểu. Cũng giống như là chúng tôi là người Việt, sống mặc dầu sống ở xứ Úc 40 năm rồi, dùng tiếng Anh mỗi ngày, nhưng mà khi viết ra thì không có lưu loát được, không có bằng, không thể nào mà bằng một cái người mà người Tây, người Úc được. Chẳng hạn, hay cả con mấy đứa con của hai cô con gái của chúng tôi, hai cô là mặc dầu là da vàng mũi tẹt mà sinh bên này lớn lên ở trong cái môi trường bên này, bạn bè người Úc, tiếng Úc lưu loát, cái cô viết cái văn mình thấy đọc cái mình thấy hay liền. Còn riêng không khi mình viết dầu sao đi nữa cũng không bằng, không so là mấy bằng thua mấy cổ hết. Mình nói bây giờ mình là người Việt gốc Việt, lớn lên ở Việt Nam, học hành ở Việt Nam xong nó mới đi ra nước ngoài. Thế là trở lại cái vấn đề, mình hiểu được như vậy. Thành ra muốn dịch những cuốn sách của ngài Anarayo mà sang tiếng Việt là khó lắm, khó hơn là dịch từ của ngài Bodhi. Chúng tôi thì chưa có thử mà thấy được rồi. Có một hai vị ở Việt Nam cũng đã dịch một hai cuốn sách của ngài Anarayo, mình đọc mình thấy mình biết liền, dịch không có suông, khó lắm. Mình thông cảm, mình tán thán cái công lao của các anh, các vị dịch giả đó, nhưng mà mình hiểu không khó, rất khó. Rồi một phần nữa là ngài trích ra nhiều đoạn kinh A Hàm, rồi ngài nói đến kinh Nikaya này để so sánh. Trong cuốn sách của ngài thì ngài không có nói kinh, không có trích ra trình bày kinh A Hàm, kinh Nikaya, ngài chỉ nói đề cập đến đó để mình tự tìm thôi. Ngài chỉ trình bày kinh A Hàm thôi. Có lẽ mục đích của ngài là muốn giới thiệu kinh A Hàm với lại Phật tử Tây phương, người đọc Tây phương, bởi vì họ quen thuộc với Nikaya mà đa số là chưa có biết nhiều về A Hàm của Hán Tạng. Thành ra ngài muốn giới thiệu cái phần, cái mảng kinh A Hàm. Nhưng mà theo cái nhìn của chúng tôi là nếu mà mình có dịch, quyết định có dịch cuốn sách này ra đó, thì mình phải kèm cả cái phần kinh Nikaya nữa, để người đọc khỏi mất công đi tìm. Nghĩa là mở cuốn sách rồi đọc cái chương nào thì thấy rõ ràng, cái đoạn A Hàm nói như thế này, mà đoạn Nikaya nói như thế này, so sánh liền. Như vậy thì nó đỡ mất công đi tìm. Nhưng mà có cái bất lợi là nếu mà như vậy thì cuốn sách lại quá dày, có thể 700-800 trang nhưng mà ít được. Là cũng là một cái khó chứ không phải là không. Là bây giờ tạm thời để đó, chưa quyết định là có nên xuất bản thành sách hay không. Nhưng mà chúng tôi thấy có cái nhu cầu, và mình cũng muốn giới thiệu bài kinh Giramananda mà hồi nãy có hình như dường như ít có nghe những cái bài giảng về bài kinh này, và có lẽ đa số
những vị thiền sinh bạn bè của mình thì rất ít người biết đến bài kinh này, mà mình thấy bài kinh rất hay, mà cái giảng triết của ngài Analayo cũng rất là có nhiều ích lợi. Thành thử ra chúng tôi mới là quyết định bây giờ mình lấy cái phần kết luận đó ra, cộng thêm những cái phần hướng dẫn hành thiền ở trong cái chương kết luận đó, mình sửa lại chút đỉnh thành ra một cái tập sách riêng biệt độc lập, giống như là một cái cẩm nang hay là những hướng dẫn, hay là hướng dẫn hành thiền theo cái 10 cái đề tài trong bài kinh Giramananda. Rồi chúng tôi đính kèm hai cái bản kinh, một cái bản kinh dịch từ bản Pali của ngài Hòa thượng Minh Châu, mà chúng tôi cũng mạn phép sửa lại chút đỉnh so sánh với lại bản tiếng Anh của ngài Bhikkhu Bodhi. Và cái bản kinh thi là dựa theo cái nguồn kinh điển của Phật giáo Tây Tạng mà ngài Analayo đã tìm được và ngài dịch ra tiếng Anh để trong đính kèm trong cuốn sách của ngài, thì bây giờ mình dịch ra tiếng Việt, thành ra hai cái bản kinh ở phần phụ đính để những ai mà đọc có tò mò muốn đọc thêm có thể đọc thẳng. Và cộng lại thì khoảng thành một cái tập sách khoảng 70 trang, nó giống như cũng tương tự như cái tập căn bản hành thiền mà chúng tôi in hồi đầu năm nay. Như vậy là vừa vừa có thể đọc, nhưng mà cái có lẽ cái cuốn sách này cũng kén người đọc, chỉ có những ai mà có kinh nghiệm hành thiền hoặc là mà có nhiều cái hiểu biết muốn tìm hiểu thêm về hành thiền một cách nghiêm túc thì đọc thì thấy nó có ích lợi hơn, chứ không phải đọc theo cái kiểu cởi ngựa xem qua để cho biết sơ rồi thôi, không sẽ thấy chán, không thấy ích lợi. Và có lẽ lần này thì cũng ít ấn tống, nhưng có thể của phổ biến hạn chế thôi, nhắm đến những vị những bạn thiền sinh, những cái những khóa thiền hoặc một nhóm bạn bè mà mình biết thật sự là muốn tìm hiểu thêm để mà áp dụng, chứ không phải đọc chơi là thôi. Điều quan trọng là mình đọc rồi mình thử áp dụng vào trong cái pháp, cái công phu hành thiền mỗi ngày của mình. Chúng tôi đã sắp xếp xong, có đang nhờ một nhóm bạn bè duyệt lại, giúp dò soát lại lỗi chính tả hoặc những cái đoạn văn nào cảm thấy chưa được suôn sẻ, rồi sau đó sẽ xin giấy phép rồi in ra tại Việt Nam. Cũng có thể là trong tương lai, bây giờ cũng chưa chắc chắn, nhưng mà chừng khoảng sau Tết chúng tôi sẽ về Việt Nam chơi, thăm nhà, đưa bà xã đi thăm một hai cái danh lam thắng cảnh, rồi có thể có những cái buổi nói chuyện gặp gỡ thì có thể trình bày thêm chi tiết về cuốn sách này, về tập sách này. Đó là tập sách có lẽ đúng ha, vì nó mỏng chứ không có dày, chừng khoảng 70 trang. Thì trong đó các anh chị nhìn thấy trong cái bản, cái dàn bài thì thấy cũng dày. Đầu tiên là có phần dẫn nhập, ngài Analayo giới thiệu về cái bài kinh này. Thì cái bài kinh Giramananda nằm ở trong, như chúng tôi nói là ở trong Tăng Chi Bộ chương 10 Pháp. Bởi vì nói về 10 đề tài thì có lẽ như vậy, mà khi kết tập kinh điển thì các vị cao tăng đã đưa vào trong cái chương 10 Pháp. Có nghe rõ chưa? Qua Châm Pa với cô nữ Tuệ Duyên. Trong Pháp thì có bài đó. Cái nhân duyên là có một dịp nọ, Đức Phật ngài Ananda tới báo rằng có vị trưởng lão Giramananda bị bệnh nặng, thỉnh mời Đức Phật tới thăm, nhưng mà Đức Phật không đi, không hiểu vì duyên cớ gì. Mà trong nguồn kinh điển Nikaya cũng kể cả những cái phần chú giải về sau này cũng ít có đề cập về ngài Giramananda. Mình không có thông tin nhiều về ngài này, ngài Giramananda. Mình chỉ biết ngài là một trong những vị trưởng lão, đại trưởng lão thời Đức Phật còn tại thế, nhưng mà không có nghe nói cũng như không có biết nhiều về hoạt động của ngài. Mà Đức Phật thì thay vì đi tới thăm ngài Giramananda để mà cố vấn, động viên, khuyên giải thì ngài không đi. Ngài mới nói với ngài Ananda rằng bây giờ ông hãy chăm chú lắng nghe
ta giảng cho ông nghe về 10 cái đề tài quán tưởng. Sau đó rồi ông đi đến gặp Girmananda, rồi ông kể lại, ông thuật lại, ông nói lại. Bởi vì mình biết Ngài Ananda là một người nổi tiếng về trí nhớ, Ngài trí nhớ siêu phàm, giống như một cái máy thu âm. Đức Phật giảng tới đâu là Ngài chăm chú lắng nghe, là Ngài ghi nhớ từng lời một. Rồi sau đó Ngài nói lại là chính xác. Vì vậy mà khi kết tập kinh điển là Ngài là người tụng cái phần tạng kinh. Thành ra như vậy, tức là tôi ở đây là Ngài Ananda. Cái đấy là ai cũng biết, các anh chị chắc cũng quen thuộc rồi. Đây chỉ ôm nhắc lại thôi. Là Ngài nổi tiếng là Ngài có cái trí nhớ rất tốt. Thì Đức Phật nói ra, giảng ra 10 cái đề tài này. Ngài Ananda chăm chú lắng nghe. Rồi sau đó thì vâng lời Đức Phật, Ngài mới đi đến tìm gặp Ngài trưởng lão Girmananda đang bị bệnh nặng, lâm trọng bệnh. Thì khi tới gặp Ngài Girmananda, Ngài Ananda mới nói lên 10 cái đề tài, 10 cái quán tưởng này theo đúng lời Đức Phật dạy. Ngài Girmananda lúc đó nằm trên giường bệnh, lắng nghe, chăm chú lắng nghe, nghe tới đâu là thấm tới đó. Rồi sau khi mà nghe xong rồi là Ngài hoan hỷ vô cùng, là Ngài hết bệnh, ngồi dậy được. Hết bệnh. Thì đó là cái tóm tắt cái duyên sự của bài kinh. Có lẽ vì lý do đó mà bài kinh Girmananda này về sau được chư tăng đem vào trong cái loạt kinh hậu trì, kinh Paritta, thường thường tụng cho những người chư tăng thỉnh, và thỉnh mời chư tăng tới nhà thì họ chư tăng tụng cái bài kinh này. Có lẽ là như vậy, tức là tin tưởng vào cái oai lực của bài kinh, cũng như bài kinh Thất Giác Chi thì bài kinh này Girmananda này là xem như là có oai lực. Mà chỉ có ngoại lực theo cái nhìn chúng tôi là khi nào mình hiểu được, rồi được chư tăng đến nhắc nhở mình thì mình mới thấy thấm, rồi mình mới hoan hỷ, rồi mình từ đó mà cái tâm mình nó phấn chấn thì mình mới bớt bệnh được. Chứ còn mình nghe cũng giống như là không hiểu gì hết, không biết gì hết, mà không biết chư tăng tụng tới đâu thì cũng khó. Có người tin tưởng chỉ có âm thanh đầy đủ ngoại lực, mình nghe được âm thanh là hết bệnh. Thì đó cũng là một cái lý do, nhưng mà theo cái nhìn riêng chúng tôi thì chúng tôi nghĩ là mình phải hiểu mới được. Mình đã từng nghe rồi, bây giờ chư tăng tới nhắc lại cho mình thì mình mới khỏe rồi. Chứ còn mình không bao giờ nghe, mà không bao giờ biết cái bài kinh này thì có lẽ cũng khó mà có kết quả. Đây là cái ý kiến riêng của mình thôi. Có thể là mỗi người có ý kiến riêng, nhưng mà đây là ý kiến riêng của chúng tôi. Và trong Hán Tạng thì không có bài kinh này. Có nhiều bài kinh trong Nikaya mà Hán Tạng cũng có tương đương. Nhưng mà có những cái bài kinh trong Nikaya mà bên A Hàm không có. Có thể là bởi vì do những cái bộ phái khác nhau khi mà lưu truyền những cái bài kinh thì có nhiều khi có những cái bất đồng như vậy. Không có. Cũng đồng thời cũng có những cái bài kinh trong A Hàm mà không có tìm thấy trong Nikaya, chứ không phải là mình giống như là có tương đương tất cả, cũng một số như vậy. Thì cái bài kinh Girmananda này không có thấy trong Hán Tạng, nhưng mà đặc biệt là lại tìm thấy trong cái kho tàng kinh điển của Phật giáo Tây Tạng. Trong cái kinh điển Tây Tạng thì cũng có tổng hợp cũng từ nhiều nguồn lắm. Một số là từ Ấn Độ đem lên, một số là từ bên Trung Quốc, các chư tăng Trung Quốc đem Phật giáo vào, hoặc là đi thỉnh đem vào Tây Tạng rồi dịch ra tiếng Tây Tạng. Là cũng có. Mặc dầu chúng ta nói rằng mà nói một cách tổng quát là Tây Tạng là đi theo mật tông này kia, nhưng mà thật sự ra mình phải bình tâm, mình xem phân tích thì cũng có nhiều cái bài kinh của tương đương với Nikaya nằm ở trong cái kho tàng của Phật giáo Tạng, cũng như bên Tây Tạng cũng có bộ A Đàm, chứ không phải là bộ A Tỳ Đàm, tức là Vi Diệu Pháp đó, mà theo một cái bộ phái khác. Chúng tôi có lần có theo dõi một cái video của Ngài Đạt Lai Lạt Ma khi Ngài nói chuyện với lại giáo sư Ghê Thinh, thì Ngài cũng rất là giỏi, Ngài biết nhiều về A Tỳ Đàm.
Sergei Thin là người Anh, là bây giờ là chủ tịch hội Pali Tech Society, hội kinh văn Pali, và ngài giáo sư cũng giỏi về Abhidhamma lắm. Mình thấy hai người trao đổi với nhau những cái điểm căn bản về Abhidhamma thì mình thấy, mình biết thì theo dõi mình thấy rõ ràng là ngài Đạt Lai Lạt Ma ngài cũng có những cái căn bản hiểu biết nhiều về Abhidhamma chứ không phải là không. Bây giờ trở lại cái vấn đề ở đây thì các nhà học giả nghiên cứu kinh điển của Tây Tạng đó, thì các ngài tìm thấy có 13 bài kinh có ghi lại trong lịch sử Phật giáo Tây Tạng là do một vị sư người Tích Lan, ngài khoảng 1.000 năm trước, ngài có đi đến Tây Tạng và ngài có truyền bá và được ghi lại và sau đó dịch ra tiếng Tây Tạng. Có 13 bài kinh trong Nikaya tìm thấy được, thấy tương đương. Mà một trong 13 bài kinh đó là bài kinh Girimananda. Thành thử ra ngài Analayo mới lấy cái bản Tây Tạng đó, ngài dịch ra tiếng Anh trình bày đây, thì chúng tôi cũng đọc qua rồi cũng có dịch ra tiếng Việt để kèm theo trong cái tập sách này. Mình thấy tương tự lắm, rất là tương đồng chứ không có khác nhau gì lắm. Dĩ nhiên mình phải hiểu trong cái tiến trình mà vị tu sĩ người Sri Lanka, mình cũng không hiểu là ngài nhớ cái bài kinh đó, bởi vì khi đi vào trong khi mà ngài truyền hoằng pháp, đi vào trạng hoằng pháp là mình không có biết là ngài đem theo trên trong cái dạng viết xuống lá buông, bởi vì lúc đó thì bên Sri Lanka chưa có giấy, chỉ là ghi kinh xuống những cái lá buông thôi. Ngài không biết là ngài đem theo trong cái dạng lá buông hay là ngài chỉ nhớ trong đầu, ngài nhớ rồi ngài đọc lại để người ta dịch ra tiếng Tây Tạng ra, mình không có rõ. Có thể có những cái sự sai sót hay là bất đồng gì đó, rồi từ sau khi ngài nói lên rồi người ta mới dịch ra tiếng Tây Tạng, thì có một cái khâu đó là cũng có thể có những cái sai sót trong đó nè, bởi vì mình hay biết là dịch là phản. Các anh chị nào mà có thử dịch thì biết, không bao giờ mà mình chắc chắn là mình dịch 100% chính xác được hết, tùy theo cái hiểu, cái nghe, cái biết của người dịch nữa, cũng cái khả năng của người dịch nữa. Mình thấy mình phải cẩn thận cho đó, mình khi mình đọc những cái bản dịch là mình phải có tinh thần cởi mở, đừng có mù quáng hay là chấp tin tưởng tuyệt đối, mà cũng đừng có vội chê bai, mình phải hiểu và thông cảm. Thật ra nhưng mà lại thì tương đối hai cái bản kinh, một bản kinh từ Nikaya tiếng Pali mà rồi một cái bản kinh dịch sang Tây Tạng rồi bây giờ dịch trở lại tiếng Anh, tức là hai lần dịch như vậy, nhưng mà cái ý cũng rất là giống chứ không có khác, cái bố cục cũng giống. Mình đọc mình thấy hoan hỷ. Thì đó là chúng tôi nói về cái tập sách mà nếu đủ duyên thì sẽ hy vọng sẽ được giấy phép rồi in ra khoảng cuối năm nay. Bây giờ thì mời các anh chị đi qua cái hình tích. Cô tu nữ nghe rõ chứ? Dạ. Bây giờ thì đây là chúng tôi trình bày, nhìn lại là tháng 5 2017, tức là hơn 2 năm trước rồi. Thì nói về cái 10 đề tài và ngài Analyo, ngài rất là học, ngài là người gốc người Đức, thành nữ ra ngài trình bày rõ ràng, mặc dầu cái lời văn có thể nó hơi cứng nhưng mà cái ý tưởng là rất là chặt chẽ. Cho nên là chúng ta đọc chính sách của ngài Analyo thì phải đặng ý mà quên lời. Dựa theo những cái sự trình bày của ngài thì chúng tôi cũng soạn ra cái quả đồ, cái biểu đồ như thế này để mình dễ theo dõi. Thì mình có trong đó có 10 cái đề tài, 10 đề mục. Chúng tôi sẽ tô màu đỏ từ số 1 đến số 10. Các anh chị thấy chỗ này không? Thấy 10 cái đề tài đó. Thì đầu tiên theo cái nhìn của ngài đó là hai cái đề tài đầu tiên, tức là nói về vô thường và vô ngã, là coi như nền tảng. Mình thấy rõ ràng như vậy. Ba cái dấu, cái pháp ấn ở trong đời sống là khổ, vô thường, vô ngã. Khổ ở đâu? Ở đâu mà có? Cái khổ là mình không thấy được vô thường, mình không thấy được vô ngã, thật ra mình mới vào khổ. Thật ra đầu tiên là phải thấy vô thường, vô ngã trước. Nắm hai cái đó.
và vô thường á, trong cái tinh thần của bài kinh Giramananda, tức là mình lấy mình nhìn năm uẩn được, năm uẩn dễ thấy, thấy được cái vô thường đó. Rồi thấy được cái sự thay đổi của sáu căn sáu trần vô ngã. Rồi từ đó, đó là lấy làm cái nền tảng. Rồi bắt đầu cái đề tài thứ ba là nói về cái thân thể này. Cái thân này nó không hấp dẫn, bất nghĩ, bất tình. Tức là nói về quán thân. Thứ hai, tiếp theo là nói về những cái cơn đau đớn của cái thân thể này. Thân thể này không bao giờ mà nó khỏe mạnh hoàn toàn. Bệnh này, bệnh kia, đủ thứ bệnh hết trơn. Đó, thì nói về cái thọ. Lúc nào mình cũng có cái thọ khổ hết. Bệnh là khổ thôi, chứ không có ai mà nói bệnh là sướng hết. Bệnh là đau đớn thôi, khó chịu đủ thứ. Ngay chính chúng tôi bây giờ cũng vậy, đang ngồi nói chuyện như thế cái bụng nó đau rồi. Bây giờ mình lớn tuổi rồi thì cái bao tử mình, cái dạ dày nó làm việc nó không có tốt nữa. Lúc nào cũng có cái đau ngấm ngầm ở trong bụng. Chưa có ăn, ăn vô lại đau nữa. Mặc dù đã uống thuốc rồi, cũng qua một cuộc giải phẫu rồi nữa, nhưng mà cũng còn đau. Hoặc là mình thấy cái xương, nhức những cái khớp xương. Những người lớn tuổi là hay bị nhức lắm. Những người trẻ tuổi thì nhiều khi không để ý, chứ không phải là không không đau đâu. Nằm ngủ cũng đau thì mới lăn qua lăn lại, chứ không ai mà nằm ngủ mà cứng đơ như là cái khúc cây đó. Khó chịu thì mới trở này trở kia, nhưng mà nhiều khi không có để ý. Lúc nào cái thân mình nó cũng đau chứ không phải là không. Đủ thứ, thay đổi thời tiết thì cũng thấy đau. Cảm này cảm kia, là đâu có ai mà không trách được những cái chuyện đó đâu. Ho he đủ thứ chuyện. Đó là nói về cái thọ. Mà khi mình đau rồi mình thấy rõ ràng cái thọ khổ. Cái thọ lạc là mình cũng thấy, nhưng thấy nhiều khi nó không có rõ. Cái thọ khổ là thấy rõ nhất. Người ta nhiều khi đừng có sợ đau, mà nên mừng nữa. Chúng tôi từng hay nói như vậy, là dựa theo lời khuyên của một vị thiền sư. Khi càng đau thì càng mừng, bởi vì lúc đó cái đề mục nó càng rõ. Mình thấy rõ cái sự vô thường, cái thay đổi của cái cơn đau. Rồi thấy rõ cái tâm sân của mình đối với cái cơn đau như thế nào, rõ lắm. Khi mình thọ lạc hay thọ trung tính là mình cũng thấy khó lắm. Nhưng mà thọ khổ là mình thấy. Rồi á, sau đó cái đề tài thứ năm, cái đề quán thứ năm là nói về cái trạng thái tâm của mình. Mình nhìn cái tâm của mình là thường, là phàm nhân lúc nào cũng có cái tâm ham muốn, tâm dục. Rồi cái tâm nổi sân, muốn gây sự đến người này người kia, rồi muốn hại này hại kia. Chứ không phải là không có đâu. Mặc dù mình tâm thiện mình cũng có, nhưng mà cái tâm ác là nhiều lắm. Cái lúc đó là mình quán cái tâm của mình, quán để mình cố gắng mình từ bỏ. Nó nằm ở trong cái phần chánh tinh tấn của trong cái bát chi thánh đạo. Mình thấy được cái những cái trạng thái bất thiện của cái tâm mình, hiểu để mà mình cố gắng mình kiểm soát khống chế rồi từ bỏ. Rồi bốn cái đề tài kế tiếp thì chúng tôi có trình bày hồi nãy, đó là về ly tham, về đoạn diệt, về nhàm chán đối với thế giới, và về vô thường trong tất cả các hành, là để mình tâm mình hướng về Niết Bàn. Hướng Niết Bàn. Niết Bàn là đối nghịch lại với những cái trạng thái này. Đó là không còn tham nữa, đoạn diệt, không còn ái nữa. Niết Bàn là một trạng thái mình thấy là không còn thích thú gì ở trong những cái chuyện ở trong thế gian này hết. Mình sống trong thế gian là phải sống, nhưng mà mình không có đam mê vào trong đó. Và mình thấy rõ được những cái pháp đang vận hành chung quanh mình. Những cái hiện tượng xảy ra là nó do duyên mà có. Chứ không có phải áp đặt cái gì hết. Hết duyên là nó không còn. Thấy rõ vô thường như vậy là mình không có chạy theo. Bởi vì nó không có tính cửu. Rồi đó nói về pháp. Là thân thọ tâm pháp. Chúng tôi ghi ra ở bằng tiếng, bằng cái hình chữ đậm mà hình màu xanh lơ, không biết Jody có thấy rõ chỗ này không? Thân thọ tâm pháp. Thứ ba, một đề mục thứ ba là bất tịnh, là về thân. Thứ tư là về nguy hại, là liên hệ hệ tới thọ. Về tâm thì về quán, về từ bỏ. Và về pháp thì ly tham, đoạn diệt, nhàm chán đối với toàn thế giới và vô thường trong tất cả các hành. Và cuối cùng trở lại bốn cái lĩnh vực này, thân thọ tâm pháp nữa. Đó là niệm hơi thở. Trong hơi thở có 16 bước. 16 bước chia ra là 4 nhóm. Mỗi nhóm là 4 bước, là tương ứng với thân, thọ, tâm, pháp. Về thân thì chúng ta niệm hơi thở như thế nào? Niệm nó dài thì biết dài, ngắn thì biết ngắn. Niệm theo toàn thân, theo dõi toàn thân mình, và làm cho nó an diệu thân hành. Nó là nói về thân.
Sau đó vẫn tiếp tục dùng hơi thở làm đề mục, thì mình qua cái thọ, mình có cái thọ hỷ, thọ lạc như thế nào, rồi sau đó là mình làm an tịnh cái thọ đó. Rồi mình qua cái trạng thái tâm, theo khi mà mình theo dõi hơi thở thì cái tâm mình lúc đó như thế nào, mình hân hoan hay là mình định tĩnh, mình thấy cái tâm nó rộng mở ra, không còn dính mắc cái gì hết, thì mình gọi là tâm giải thoát. Và từ đó mình suy ra, cũng dựa trên hơi thở mình quán pháp, mình pháp để mình thấy được nó là vô thường, mình không còn có tham ái nữa, và đoạn diệt và trừ bỏ. Mình thấy rõ những cái từ này cũng lặp đi lặp lại trong bốn cái lĩnh vực hồi nãy mình nói, từ bất tịnh cho tới vô thường, trong tất cả các hành, bây giờ lặp đi lặp lại trong cái phần quán niệm hơi thở. Thì coi như là cái phần niệm hơi thở là để mình trở lại vấn đề thân thọ tâm pháp, mà qua cái phương tiện niệm hơi thở đó, mình thấy rõ như vậy. Và dù cho theo cái nhìn của ngài Analayo thì lúc nào cũng có vô thường vô ngã là nền tảng, là cái mà mình phải thấu đạt khi mình hành thiền. Vô thường vô ngã phải thấy rõ như vậy. Mình đừng có quên cái chỗ đó, bởi vì nếu mà quên là lạc thiền. Nhiều người nói rằng tu thiền là bị tẩu quả nhập ma hay là kia, tức là quên đi cái nền tảng. Thì mình hành thiền là để mình thấy được vô thường vô ngã, chứ không phải để đắc được cái gì hết. Không phải đạt tới mức này mức kia. Nói là cái đó, nếu mình nói đạt đến mức này mức kia thì là được cách tương đối thôi, chứ không có tuyệt đối. Nhưng cuối cùng cái căn bản là mình thấy được cái vô thường vô ngã. Bây giờ thì mời các anh chị, chúng tôi chỉ nói cho nhanh thôi. Thì trở lại cái vấn đề ở đây á, là ngài, khi mà ngài Analayo trình bày những cái pháp, những cái bước để mà thực tập hay dựa theo cái bài kinh Giramananda, thì ngài đưa ra một ý tưởng cũng khá độc đáo. Ngài nói rằng mình thực tập 10 pháp này, thật sự ra mình có thể chia ra làm từng giai đoạn, hay là mỗi ngày mình thực tập một pháp cho nó quen, làm quen thôi, chứ không phải là mình thực tập một lần là mình rành nữa. Nhưng mà mình phải tập cho quen, làm quen thuộc. Thì mỗi một pháp như vậy trong 10 pháp quán tưởng, nó đòi hỏi mình phải tập đi tập lại nhiều lần chứ không phải không. Nó tập thành ra cho nó quen. Nhưng mà bây giờ ngài nói, bây giờ mình cũng có thể mình dùng nó để là như một cái làm cái thay đổi cái pháp thiền của mình. Nhiều khi mình hành cái một pháp hoài một thời gian, cái tâm nó chán, nó thành ra buồn chán, thì mình thấy không đi tới đâu hết. Mình tâm nó buồn chán thì mình phải thay đổi. Cũng như là mình nói là ăn để mà để sống, ăn là để sống. Nhưng mà không thể mình ăn cơm với lại một khúc cá chiên, khúc tàu hũ chiên, tàu hũ kho mỗi ngày được. Mình cũng phải thay đổi món ăn. Và đó khi là mình ăn với rau thì cũng phải mua rau này rau kia, rồi mình cũng phải chế biến này nọ, mặc dù là mình ăn để mà sống. Nói ra nó là cái tâm lý. Ngay khi mình hành thiền cũng vậy, mặc dù khi mình tới hành trường thiền rồi mình thỉnh ý vị thiền sư, thì thiền sư thấy căn cơ mình như thế này thì ngài đề nghị cho một cái đề mục để mình thực tập, thì mình cố gắng thực tập cái đề mục đó cho nó giỏi. Nhưng mà nếu mà ai cũng vậy, thực tế ngay bản thân chúng tôi cũng vậy, cứ lấy một đề mục đó mà cứ lặp đi làm lại hoài thì nó chán. Nhiều khi rồi mình từ cái chán nó sanh ra giải đãi, rồi mình lại tìm vui trong những cái chuyện khác, tại vì nó thích thú, nó hấp dẫn hơn. Đó là cái tâm lý chung. Nở ra trong hành thiền cũng vậy, theo cái nhìn của ngài Analayo mà chúng tôi thấy rất hay là chúng ta thử những cái đề mục khác nhau, những cái pháp khác nhau. Có khi cái hoàn cảnh của mình, cũng có khi cái cơ thể của mình cảm thấy là thích hợp với cái đề mục này, có khi mình thấy thích hợp với đề mục kia. Thí dụ như bây giờ mình bị đau, chẳng hạn giống tôi bụng chẳng hạn, rồi cái mình thấy cái cơn đau bụng đau quá đi, thì bây giờ mình thay vì mình theo dõi hơi thở không được, là hoặc theo dõi cái tâm được, là mình theo dõi cái cảm thọ mình đau như thế nào. Hoặc khi mình nhích cái chân, hoặc là mình ngồi thiền một thời gian mình thấy tự nhiên nó đau, ai ngồi thiền cũng đau hết, thì nó đau cái chân, nhích cái mông này nọ, nhích cái lưng, thì mình chuyển sang từ hơi thở mình chuyển sang mình theo dõi cảm thọ hoặc theo dõi cái thân này.
Còn đôi khi mình có những cái ý tưởng ham muốn về, chẳng hạn như về thể xác, ham muốn thể xác, thì là nó nhiều khi nó mạnh, nó choáng cái tâm mình, thì mình chuyển qua mình thay vào cái những cái điểm bất tịnh, hay là nói chung là những cái thành phần cấu tạo cơ thể. Và mình nói à, ai cũng vậy thôi, cũng là tóc lông móng răng da thịt cân thực xương tủy thận, mình thấy cho nó rõ như vậy rồi thì tự nhiên mình thấy mình không có ham muốn nữa. Thấy những thành phần cơ thể đó là như vậy. Thế ra phải, mình phải làm quen. Cũng giống như chúng tôi nói hay một cách nôm na đó là mình đem xe tới một cái tiệm sửa xe, là có anh thợ máy, anh ra anh cầm có cái búa thôi. Mình hỏi sao vậy? Anh nói không, cái xe nào tôi cũng sửa được hết, chỉ cần có cái búa này thôi là tôi sửa được hết tất cả mọi chuyện. Làm mình biết anh ta nói xạo, không có đúng. Mình lật đật mình đem cái xe đi chỗ khác. Nhưng mà mình tới chỗ nào mình thấy anh thợ anh có cái túi đồ nghề rõ ràng, biết sử dụng đầy đủ cái kèm, cái búa, cái chìa khóa hay là cái máy đo này kia, anh làm để mình biết là anh này là một người thợ, đúng là người thợ rành nghề, có tay nghề rõ ràng. Rồi mình yên tâm. Cũng giống như vậy thôi, khi mà mình thực hành đó, mình phải biết nhiều cái kỹ thuật, nhiều cái phương cách khác nhau để đối phó với cái, để dùng trong cái, cho cái tâm, cái cho cái riêng hoàn cảnh của mình. Hoàn cảnh của mình nó thay đổi luôn luôn chứ không phải nào ở một chỗ. Ngay cả bản thân chúng tôi bây giờ về hưu, về cái nhà vắng, rất là vắng lặng, có khi khách khứa tới đầy đủ, có khi là phải mời đi, được mời đi, rủ đi đi chùa. Rồi có khi cũng phải đi thăm gái, rồi đi ngồi trên máy bay, rồi có khi bệnh nằm ở bệnh viện đó, đủ. Mình thay đổi, cái hoàn cảnh của mình thay đổi luôn luôn. Thì trong những cái hoàn cảnh thay đổi như vậy thì mình phải có những cái pháp hành như thế nào để thích hợp cho những cái hoàn cảnh đó. Ra mà muốn được như vậy mình phải tập ngay từ bây giờ, như là mình tập như người thợ máy tập sử dụng những cái dụng cụ để mà sửa xe này. Phải biết sử dụng những cái dụng cụ nào cho cái trường hợp nào. Đó thì theo cái nhìn của Ngài Tỳ Khưu Analayo á, thì Ngài nói là mình phải tập, thử tập 10 cái pháp quán tưởng này. Mỗi một lần tập để có thể mình dành ra một ngày hay là một tuần lễ hay là một tháng, để tùy cái mỗi người thực tập cho nó thuần thục 10 pháp quán tưởng. Nhưng mà dựa theo cái tinh thần bài kinh đó, thì Ngài nói mình cũng có thể thực tập một cách khác nữa. Là bây giờ theo kinh nghiệm của Ngài, khi mà Ngài tụng cái bài kinh này bằng tiếng Pali, nó là một trong những cái chuỗi tụng kinh cầu an Paritta, thì nếu này tụng ra thì chừng khoảng 20 phút là xong bài kinh bằng tiếng Pali, tụng chậm chậm. Thì có thể là bây giờ đi ngược lại thời gian, thì lúc mà Ngài Girimananda bị bệnh, nằm ở trên giường bệnh, rồi Ngài Ananda tới thăm mới kể lại, thuật lại lời giảng của Đức Phật về 10 cái pháp quán tưởng này. Thì Ngài Girimananda bên giường bệnh chăm chú lắng nghe, nghe tới đâu là Ngài quán tưởng tới đó. Thì như vậy thì có thể khoảng 20 tới 30 phút là Ngài nghe thấm, là Ngài quan nghĩ, là Ngài hết bệnh. Rồi dựa theo cái cơ bản đó, thì Ngài Analayo đề nghị chúng ta chỉ là thử thôi. Mà chúng tôi thấy hay là ngoài cái phần chúng ta dành thì giờ thực tập, thử thực tập 10 pháp quán tưởng này một cách chi tiết, đều đặn, chúng ta thử tổng hợp lại thành ra một cái thời thực tập cả 10 pháp quán tưởng này, giống như là mình bắt chước Ngài Girimananda mà nằm nghe Ngài Ananda thuật lại, nói tới đâu là tưởng tới đó, tức là mình theo dõi rồi cố gắng đem cái tâm mình thực hiện ngay lúc đó từng pháp quán tưởng như vậy. Thì Ngài nói rằng bây giờ có 10 pháp quán như vậy, thì mỗi pháp mình dành chỉ khoảng 3-4 phút thôi. Mình thử thực tập, mình suy ngẫm, rồi mình theo dõi như vậy, chú tâm theo dõi như vậy. Làm như vậy thì cái tâm mình nó khích, mình không có thì giờ để mà nó chạy theo những cái đề tài khác, không có bị phóng tâm. Tức là bởi vì nó thay đổi, sau khi 3-4 phút là
hết một cái đề tài này cái chuyển sang cái đề tài kế tiếp nè. Ra cái lúc nào nó cũng có những cái là hấp dẫn, có thể gọi tạm gọi là hấp dẫn, thích thú ở trong đó. Thì cái tâm mình không có kháng khích với đề mục, nó không có chạy chỗ khác bởi vì nó không có nhàm chán. Thì có thể trong 10 cái đề tài này thì mỗi cái đề tài chẳng hạn như là nhất là năm cái đề tài đầu, năm cái đề mục đầu tiên từ số 1 tới số 5 thì mình thấy mình dành chỉ khoảng 3-4 phút, tức là khoảng 20 phút, tổng cộng 20 phút. Sau đó là từ 6, 7, 8, 9, hồi nãy như tôi nói là mình gom là thành một hướng về Niết Bàn. Thành một cái đề mục đó thì khoảng 4-5 phút này, khoảng 25 phút này. Rồi cuối cùng là để quán hơi thở. Quán hơi thở thì dài hơn bởi vì nó có 16 bước, thì mình dành cho khoảng 10 phút, 20 phút này. Là coi như là xuyên suốt như vậy là xong 10 cái pháp quán tưởng như vậy. Thì có thể là mà nếu mình tập á, thì có khoảng chừng 30-40 phút, có khi là 60 phút là tối đa là xong hết 10 cái đề tài này. Thì coi như thành một cái buổi thiền của mình. Thì thông thường là người hành thiền thì khoảng 45-60 phút thôi. Và bản thân chúng tôi cũng vậy đó. Bản thân chúng tôi thì thường thường á, thì mỗi ngày á, thì chỉ khoảng 30-40 phút thôi. Một cái thời thiền như vậy chứ không có lâu. Sáng một thời, tối một thời. Có khi cái khỏe mạnh hoặc là nhà yên lặng không có khách, hoặc là mình quyết tâm thì có thể ngồi lâu hơn chút, nhưng mà trung bình thì chẳng 30-40 phút thôi. Thì mình thấy cũng có lý chứ không phải là không. Thử mình thử thành ra trong cái tập sách mà chúng tôi trích là sắp sửa in thì có những cái lời hướng dẫn như vậy để mình thử thực tập ngắn thôi. Có lẽ là mình chưa quen á thì theo kinh nghiệm cũng như lời khuyên của ngài Analayo là mình dành một ngày thực tập một cái pháp này, rồi ngày hôm sau pháp kia, mỗi ngày một pháp như vậy, làm đi làm lại nhiều lần cho nó thuần thục. Rồi sau khi mình thuần thục rồi thì mình thử gom 10 pháp lại vào trong một thời. Một thời hành thiền chừng khoảng tiếng hồ hoặc là 40 phút. Mình thấy hay. Tức là cái tâm mình lúc đó mình kháng khích, mình không có còn sợ phóng tâm, không có chạy chỗ khác. Tại vì không có thời giờ để mà nghĩ đến chuyện khác nữa. Mà những cái đề mục này nếu mà thay đổi như vậy thì nó rất là thích thú. Bởi vì mình thấy thích thú thì mình mới được lâu. Đó là cũng là một cái ngài mà ngài cũng nhấn mạnh, ngài Na La Vô nhấn mạnh là chỉ là một cái ý tưởng để chúng ta thử thực tập thôi, chứ không phải bắt buộc là ai cũng phải làm như vậy. Nhưng mà thử cũng không có hại gì, có lợi chứ không có hại. Anh nữa ra mình nên thử thử ngài đó. Thì bây giờ trở về cái link này, không biết là các anh chị còn nghe rõ chưa ha. Nói thứ nhất, chúng nói về cái quán thân là vô thường. Thân chúng ta là gì? Nó gồm có năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Bây giờ mình, chúng tôi có ghi những cái điểm chính ở trong cái slide đó. Tức là mình thấy được cái thân mình nó là cấu tạo từ các tế bào, nó thay đổi luôn luôn. Không phải là lúc nào cái thân mình cũng như vậy thôi. Nhiều khi mình quên điều đó. Nhiều khi mình chụp tấm hình rồi mình thấy là tại sao mình có thế nào mình muốn lúc nào nó cũng không thay đổi. Thật sự không đúng vậy. Nó thay đổi từ khi bắt đầu mình hình thành ở trong lòng mẹ cho tới bây giờ. Những tế bào nó hoạt động, nó thay đổi luôn luôn. Bởi vậy mình mới có những cái loại, những cái da tróc ra rồi nước phân, nước tiểu này kia. Tức là cái cơ thể mình hoạt động thật sự nó là 24 tiếng đồng hồ đồ liên tục, chứ không phải là ngủ rồi nó không hoạt động, đúng không? Mà hoạt động như vậy là cái tế bào nó thay đổi. Tế bào sống, những cái tế bào mới tạo ra rồi những tế bào cũ nó chết đi, trở thành mồ hôi, nước tiểu, nước biếng, phân này kia. Thay đổi luôn luôn. Nó vô thường. Mà mình không có để ý. Hoặc là mình thấy là cái thân mình ngồi cũng vậy. Mình không có ngồi cứng như cục đá. Có khi nghiêng chỗ này, nghiêng chỗ kia. Mình thấy. Rồi mình phải nhận biết được đây cái thân mình như thế này, mình ngồi như thế này, mình phóng tâm, mình biết mình phóng tâm, mình thấy rõ như vậy. Cái năm cái uẩn của mình sắc thọ tưởng hành thức nó thay đổi luôn luôn, chứ không phải lúc nào nó cũng cố định, nó là cái dòng chảy. Từ đó mà mình thấy là không có gì mình nắm bắt được hết,
Thì khi mình cho rằng cái thân của mình thì là tới là một cái từ tương đối thôi, chứ không có phải cái gì của mình, không có cái mình ở trong đó. Nó là nó kết hợp với nó hoạt động liên tục. Đó là cái điểm mấu chốt để mà mình hiểu. Thật sự ra mà những ngày bản thân chúng tôi thì cũng là một phàm nhân thôi, chứ chưa có nhập dòng thánh gì hết, cũng là phu tục tử. Thì mình biết cái thân cái lý thuyết, đôi khi mình có cái cảm nhận, nhưng mà không phải lúc nào mình cũng có hiểu được như vậy. Nhưng mà mình phải cần có người nhắc nhở cho mình biết, nhắc nhở cho mình biết. Nhất là bây giờ chúng ta có thiên hướng bỏ nhiều thời giờ trong Facebook, thì khi mình chạy theo cái ảo tưởng, mình chụp cái hình nào đó rồi cái mình dùng Photoshop này kia làm cho nó có vẻ tương đối coi cũng được, cái đưa lên đó cứ ngắm nghía hoài. Thật sự đó, cái hình đó là mình chụp ngày hôm qua, tức là hoặc là ngày hôm trước hoặc là 10 năm trước rồi. Nó thì đó, bây giờ cái mình, cái tôi của mình, cái mặt của mình nó đã thay đổi rồi, mình không chấp nhận. Có thể già đi rồi, xấu đi rồi, mình không chấp nhận. Rồi có thể mình dùng những kỹ thuật Photoshop mình sửa này sửa kia là thành, nó làm nó thành cái avatar, mà cái hình tiêu biểu đưa lên đại diện này kia, nó thật sự không phải vậy. Và những người khác, những bạn bè hoặc những người đối diện của mình cũng vậy thôi. Họ cũng thay đổi từng chút, họ già đi mỗi ngày, già đi mỗi phút, chứ không phải mỗi ngày. Nhưng khi mình không chấp nhận, mình nói thì dễ, nhưng mà chấp nhận thì khó, mình phải chấp nhận. Và mình tốt nhất là một trong những cái lời khuyên của thiền sư là sáng sớm thức dậy, thường thường đi vào toilet, đi vào nhà vệ sinh hoặc là nhà phòng tắm để mình rửa mặt, đi vệ sinh xong mình rửa mặt, đánh răng, súc miệng này nọ. Lúc đó là cái mặt của mình là không có trang điểm gì hết, tóc tai bù xù này kia. Hãy nhìn thẳng vào trong cái gương, thấy được cái mặt mình lúc đó. Cái đó là có thể tạm gọi là cái mặt thật của mình. Không có trang điểm, không có gì, không Photoshop, không có chụp hình vậy. Thấy nhìn cho rõ. Rồi mình nhìn cái tâm phản ứng của mình thấy lạ lắm. Nhiều khi mình không chấp nhận. Mình nhìn cái mình thấy ghê quá, thôi không nhìn nữa. Lật đật mình nhắm mắt lại, hoặc là lật đật mình làm chuyện khác. Thấy nhìn cho rõ, cái đó là cái mặt của mình. Nhìn cho rõ. Rồi mình cười cái, cười chấp nhận, cười vui. Cái mặt của mình. Mình thấy tiếu lâm đó, nhưng mà đó là cái sự thật. Thấy rõ. Rồi bây giờ mời các anh chị qua cái hình tiếp. Chúng tôi cũng đi gấp chỗ này để mà cho nó xong cái phần nói chuyện. Tức là nói về sáu xứ. Sáu xứ đây có liên quan đến cái bài kinh thứ hai mà Đức Phật giảng sau khi thành đạo. Đầu tiên là ngài về bài kinh chuyển pháp luân, nói về tứ thánh đế và bát chi thánh đạo. Thì bài thứ hai, bài kinh lửa cháy. Và đây là bài thứ ba, xin lỗi, giảng cho 500 về cho 1000 vị đạo sĩ thời thần lửa ở Bodh Gaya. Thì Đức Phật nói về chúng ta có sở dĩ chúng ta biết được chúng ta hiện diện và cái thế giới chung quanh nó là qua sáu cái cửa, sáu căn, bắt tay mùi lưỡi thân ý, tiếp xúc với sáu cái đối tượng, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp, có sáu cái xúc. Và khi mà chưa có cái căn mà tiếp xúc với trần thì nó có cái cảm thọ, có ba loại cảm thọ: thọ khổ, thọ lạc và thọ không khác lạc không khổ. Và những cái cảm thọ đó là nó trái rực, nó trái bởi vì tham sân si, mình thấy rõ. Bởi vì khi mà mình thọ như vậy là mình tham không có được là mình bắt đầu buồn rầu, mình bất mãn. Hoặc là khi mình đau, mình không muốn đau, mình không chấp nhận, bực ra thì là bắt đầu sanh ra tâm sân nổi lên, không có thấy rõ được. Từ đó mới đưa ra cái việc tái sinh luân hồi. Thành thử ra đối với một cái vị mà đắc đạo, vị thánh giải thoát, thì các vị cũng có sáu căn sáu trần, chứ không phải là không có. Rồi cũng có sáu cảm giác thôi, chứ không phải là các vị đó là trơ trơ, cái một vị thánh là không có cảm giác gì hết. Ngay cả Đức Phật, nhiều khi ngày lớn tuổi ngày cũng đau. Nhiều khi ngày đau lưng, ngày phải nằm xuống để nhờ ngài Xá Lợi Phất hay một vị nào khác giảng đạo, thay lời ngài. Rồi có khi ngài bảo Ananda tới đấm lưng cho ngài nữa. Rồi ngay, và chúng ta thấy những cái giờ phút cuối cùng mà những cái ngày cuối cùng trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thấy ngài cũng bị đau bụng tiêu chảy, đau đớn ghê lắm, mà ngài vẫn bình tĩnh chịu chấp nhận thôi, chứ không phải là không có cảm thọ đau. Và một
khoảng mấy tháng trước khi ngài nhập niết bàn thì ngài cũng bệnh nặng lắm. Thật ra mình thấy cái đó là mình phải nhớ như vậy. Ngay cả Đức Phật có thân ngũ uẩn, có thân xác thịt thì cũng phải đau, rồi già, rồi chết. Nói một cách nôm na là chết, đây là ngưng hoạt động. Thật ra mình cũng vậy thôi, cũng giống các ngài. Nhưng mà các ngài khác mình là khi các ngài có cảm thọ rồi thì các ngài xử lý như thế nào, các ngài đối phó với những cái cảm thọ như thế nào, ngài không có chạy theo, chấp nhận bình tĩnh nhìn, thấy nó vô thường, nguội lạnh, ngài không có chấp nhận, không có chạy theo, không có phản ứng với những cái cảm thọ đó. Thì đó là cái điều khác. Chúng ta có một cái thọ là chúng ta phản ứng liền, thọ khổ thì muốn xua đuổi, mà thọ lạc thì muốn nắm hoài, thọ trơ tơ là không biết gì hết. Đó là chuyện tự nhiên của phàm nhân của mình. Thì đó là cái điều mà mình phải quán. Mình thấy cảm thọ khổ, dĩ nhiên là bây giờ mình có phản ứng, nhưng mà mình nhìn cái phản ứng đó, tại sao mình phản ứng như vậy. Mình đau tự nhiên mình sợ, hoặc mình sân, mình không muốn nó đau mà tại sao nó đau. Rồi mình thấy nó sướng, nó tê tê rần rần, mình muốn nó hoài, tự nhiên nó hết cái mình bực bội, mình muốn cái cảm giác nó lân lân mà nó không có nữa. Nó cũng vui khi mình theo dõi được như vậy thì mình thấy nó vui lắm, thích thú. Mình không có kiểm soát được, chúng tôi vẫn là phàm nhân thì chưa kiểm soát được, nhưng mà mình thấy vui là mình theo dõi nó được, theo dõi cảm thọ. Rồi tiếp theo nữa là nói về cái thân này. Cái thân này thì có 32 phần cơ thể mà Đức Phật có kể ra, chúng tôi có được cái hình này cũng khá thú vị. Thật sự ra là mình tụng nha, mình chỉ cần nhớ 5 cái phần chính thôi mà mình thấy được, còn những cái phần kia nằm bên trong. 5 cái phần chính mình thấy biểu lộ ra bên ngoài là tóc, lông, móng, răng, da. Chỉ cần tụng như đó thôi, thấy được. Đó bên trong nữa, ruột, gan, phèo, phổi này nọ mình cũng thấy. Bây giờ mình thấy một cái cô đẹp, một cô thiếu hoa hậu đẹp, một người mẫu hay là một anh chàng tài tử đẹp trai này kia, nếu mình nhìn cho kỹ thì là cũng là tóc, lông, móng, răng, da, chứ không có gì hết. Mình nhìn cho kỹ, tụng tới tụng lui như vậy, mình nhìn ai mình cũng thấy như vậy. Tự nhiên mình không có chạy theo cái hấp dẫn bên ngoài, mình cũng không có chạy theo cái ảo tưởng của mình. Khi mình già tóc rụng hết rồi bắt đầu xài tóc giả này kia, mình thấy mình tức cười, mà mình hiểu. Hoặc là tôi son phấn này kia, thật sự ra mình cũng có thể dùng kem dưỡng da, mình ra nắng cũng xài kem dưỡng da này nọ, nhưng mà phải có một cái sự trung hòa ở đây, dung hòa, đừng có quá độ. Son phấn này kia mình thấy nó tự nhiên, mình thấy nó toàn là cái giả, cuối cùng là tóc, lông, móng, răng, da, chứ không có gì hết. Dầu cho là một cái minh tinh màng bạc này kia, được người ta tôn sùng này nọ, nhìn cho kỹ thấy có bao nhiêu đó thôi. Còn trong cái lời hướng dẫn của ngài Tỳ Khưu Analayo thì ngài dựa theo một bài kinh khác thì ngài hướng dẫn có 3 phần thôi. Mình quét từ trên đầu xuống chân, mình quét mình thấy nó ngoài nó là cái da bọc. Rồi từ bàn chân mình đi ngược, quét ngược trở lên cái mình quét đến là phần thịt, tức là dưới da là có thịt. Rồi lần thứ 3 mình quét từ trên đầu trở xuống trở lại là quét là mình quán xương, tức là theo cái nhìn đơn giản hơn á, là mình chỉ thấy cái cơ thể mình được cấu tạo 3 phần thôi, giống như là một cái túi da, hoặc là một cái bọc thịt, hoặc là một cái khối xương, hay là một cái khung xương di chuyển được, da thịt xương như vậy thôi. Đó cũng là một cái lối quán. Chúng tôi cũng có thấy cái cũng hay chứ không phải là không. Nhất là khi mà mình đi bơi, chúng tôi hay thường xoan. Bây giờ chúng tôi đi bơi mỗi ngày, đi ở một cái hồ tắm công cộng gần nhà đi bơi, lái xe chỉ khoảng 10 phút là tới. Trong đó thì đủ thành phần hết, già trẻ đồ này nó hấp dẫn cũng có, mà đẹp trai cũng có, mà già đi lụm cụm cũng có, con nít khoảng 7-8 tháng cho tới mặt già vài 3 tuổi cũng có, đủ hết, đủ mọi sắc dân, trắng, da trắng cũng có, da đen cũng có, da vàng cũng có, người Tàu, người Tây, người Phi Châu, đầy đủ hết. Đó, bởi vì đó là cái hồ tắm công cộng. Đó, nhưng mà mình khi mình vào đó rồi, và thứ hai đó, khi vào đó rồi thì mọi người chỉ có cái áo tắm thôi, một cái bikini hay là một cái quần tắm này thôi, chứ không có ai mà có quần áo nào lòe loẹt hết trơn á.
Thế đó mình nhìn nữa đây, nhìn mình rồi nhìn mấy người xung quanh mình thấy rõ à, chỉ là cái túi da biết cử động hoặc là cái túi mở à, không còn cái che đậy hết, không có quần áo nào che đậy hết, mình thấy rõ ràng, hoặc là cái bộ xương di động à, thấy rõ ràng như vậy, mình thấy được cái cơ thể của mình à, cũng là một cái hay chứ không phải là không. Đó là nói về quán thân, để mình không có dính mắc vào, không có bị ám ảnh, nhất là thời buổi bây giờ à, phim ảnh rồi qua hình ảnh ở trên mạng, trên Facebook này người ta à, mình dễ bị, mà không cẩn thận là dễ bị lầm lắm. Mà không phải nói là à, người trẻ đâu, hoặc là những người ở ngoài đời, người trong đạo cũng vậy. Bây giờ có khuynh hướng là à, phải mặc cái bộ kia, đi chùa là phải đơn giản, tăng thì chỉ có tam y một bát thôi, ba tấm y một cái bát thôi. Mình là Phật tử, cư sĩ tới chùa là mình lè loẹt làm gì. Nhưng mà tới chùa rồi thì cũng kiểu này kiểu kia, nói về đồng phục trắng, không phải chỉ toàn cái áo, cái quần đó. Rồi cái áo cũng nhiều kiểu, có khi là phải vẽ trên đó, sơn trên đó, rồi có khi là phải gắn cái một cái huy hiệu gì đó để cho khác biệt với người ta. Những kia lễ dân y chúng thấy rõ như này, tới chùa cũng là, và đầu dầu là Phật tử nhưng mình thấy cũng bị cái bệnh hình thức đó, để che lấp cái nhìn của mình, không có đơn giản. Tới chùa theo cái quan điểm chúng tôi là phải ăn mặc đơn giản, ăn mặc chỉnh tề, nghiêm trang, kín đáo, nhưng mà đơn giản thôi à, chỉ có cái bộ áo trắng hay là bộ quần trắng hay là cái gì cũng được, nhưng mà nó thoải mái là được rồi à, đâu cần gì phải à, một cái kiểu hình thức kiểu cọ. Nhưng mà không không cũng phải dính mắc là cái đó, nhưng mà mình thông cảm à, nói đi phải nói lại, mình thông cảm hoan hỷ à. Ai đến chùa rồi thì mình cũng tán thán hoan hỷ hết á, chứ không phải là không. Mỗi người mỗi tánh, mỗi người có cái nhìn khác nha. Nhưng mà mình chỉ để ý như vậy thôi mình thấy. Rồi bây giờ qua tới một cái phần khác nữa là nói về những nguy hiểm. Là nói những cái cơn bệnh của mình. Thì mình thấy rõ rồi. Ai cũng bệnh, đủ thứ bệnh. Này là cái hình này rất hay. À, nói về để có khi thì đau mắt, khi đau lưng, khi nằm trên bệnh, rồi khi đau đầu đủ thứ hết à, nhưng tôi rất thích cái hình này, các anh chị vào cái hình này thấy à, mình thấy rõ cái cơ thể của mình nó là như vậy, nó chấp rằng à, không có trốn thôi, không có chạy trốn, ai cũng phải bệnh, không có ai mà khỏe mạnh đời đời hết. Rồi phải cẩn thận, nhiều khi ngay cả trong nhà chúng tôi cũng vậy thôi, nhiều khi chạy theo nghe người này tuyên truyền đó, chuyện phải ăn cái thứ này, ăn cái thứ nấm kia, ăn cái thứ rau nọ, hoặc là cái chế độ dưỡng sinh này kia, mà thật sự ra rồi nó chỉ là những cái biện pháp tạm thời thôi, nếu mà thật sự hữu hiệu thì cũng là tạm thời, đừng có chạy theo những cái ảo tưởng nó cho rằng nó trường cửu, uống cái thuốc này là sẽ sống hoài hoài, mạnh khỏe hoài hoài, không bao giờ bị bệnh, hoặc đi tập thể dục theo cái kiểu yoga này là được trường sinh bất tử này nọ, thì đó phải coi chừng cho nó à, nhiều khi mình quên đi, mình chạy theo những cái ảo tưởng đó nó là tạo làm cho mình khổ thêm chứ không có gì, mình thấy không thấy được thực tế. Thực tế là ai cũng bệnh rồi già rồi chết à. À, tiếp theo nữa là cái phần chúng ta quán tưởng về từ bỏ. Mà các anh chị theo tiếp, tôi đi nhanh hơn một chút rồi bởi vì gần hết giờ rồi ha. Đó, quán tưởng từ bỏ này là tức là mình nhìn cái trạng thái tâm của mình, tâm dục, tâm sân, tâm hại, những cái tâm ác khác như thế nào, có mặt hay không có mặt, rồi mình dùng làm sao để mình đối trị với nó à, mình nếu mà có mặt thì mình phải làm sao mình kiểm soát, tức là mình theo cái tinh thần của chánh tinh tấn, những cái gì xấu ác coi nó có hay không, nếu có thì mình phải ngăn chặn, còn nếu mà chưa có thì mình phải đừng cho nó phát triển, rồi những cái gì tốt mà nếu có thì mình duy trì, và những gì chưa có, những gì tốt mà mình chưa có được thì mình làm sao mình cho nó khởi sinh ra, thì đó là cái tinh thần của chánh tinh tấn à, nó nằm ở trong cái hoài phiền quán tưởng về từ bỏ. Bây giờ mời các anh chị qua cái hình tiếp để nói về à, cái bốn cái đề mục tiếp mà theo cái nhìn của ngài Analayo là ngài gom là thành một, bởi vì nó có cái mục đích chung là hướng chúng ta về cái mục tiêu tối hậu là niết bàn. Niết bàn tức là chúng ta ly tham, hướng chúng ta thấy rõ được cái khổ, cái nguyên nhân chúng ta có mặt ở đây, cái nghiệp chúng ta là do cái lòng tham thủ, người ta phải cố gắng
rồi chúng ta thấy được cái vị ngọt hay là cái lợi ích khi mà mình bỏ cái tham, tức là nói về cái đoạn diệt, mình không còn dính mắc vào những cái tư tưởng tham và sân cái này. Rồi mình thấy nó nhẹ nhàng, mặc dù bây giờ mình chưa có nhập niết bàn, nói vậy thì nó cũng đúng, mình chỉ là một thường nhân, một phàm nhân thôi. Nhưng mà mình thấy khi nào cái tâm mình nó không bị vướng mắc vào những cái sự tham muốn kia, hoặc là tham sân này, nóng nảy nữa, cái tự nhiên mình thấy nó nhẹ nhàng, trạng thái thảnh thơi nhẹ nhàng. Đó là cái điều mà để giúp cho mình, một động lực khuyến khích cho mình tiếp tục tu tập. Và rồi đó mình thấy, mình nhìn cái bản chất của cái thế giới này, mình thấy nó là như vậy. Mình phải sinh hoạt, phải hòa đồng với mọi người, phải tham gia chỗ này chỗ kia, nhưng mà đừng để dính mắc. Cái dính mắc mới tạo mình khổ. Mình cũng phải đi chùa, cũng phải tham gia phần bán cây quỷ, làm thức ăn, nhiều khi mình phải ngồi xuống giúp quét sân, rồi rửa chén rác này nọ, hoặc là phụ cắm hoa, là phụ quét rác, không sao những buổi lễ này nọ. Phải làm hết á. Mình sống trong thế có xã hội quy ước, nhưng mà đừng để bị dính mắc. Mình thấy rõ nó là vô thường, nó do điều kiện mà có thôi. Rồi mình cố gắng tránh. Nếu mà mình có, trong một cái địa vị mình có thể có uy tín, có thể có tiếng nói, thì mình có thể góp ý để mà làm cho đơn giản những cái buổi lễ. Nhưng mà nếu mà không có trong cái những cái vị trí đó thì mình cũng làm thinh thôi. Mình cũng tham gia, nhưng mà đừng để bị dính mắc, đừng có chạy theo những cái hoạt động như vậy, vì nó vô thường, nó là hữu vi. Khi mình thấy rõ như vậy rồi, mình không có dính mắc, tự nhiên mình thấy nó nhẹ nhàng. Và cuối cùng là chúng ta trở về cái pháp quán hơi thở như chúng tôi nói hồi nãy, đó là cái đề mục thứ 10, cũng là đỉnh điểm của cái 10 pháp quán tưởng. Và trong cái phần quán niệm hơi thở này, nó có gồm đầy đủ thân, thọ, tâm, pháp, tức là 4 cái nền tảng của việc của chánh niệm. Và như chúng tôi nói hồi nãy là quán hơi thở, cũng như trong cái bài kinh quan trọng, tức là bài kinh quán niệm hơi thở ở trong cùng bộ kinh, nói chi tiết hơn, giảng chi tiết hơn, gồm có 16 bước. 16 bước này chia ra làm 4 nhóm, mỗi nhóm là 4 bước, 4, 16. Nhóm đầu tiên là quán thân, nhóm thứ hai là quán thọ, nhóm thứ ba là quán tâm, nhóm thứ tư là quán pháp. Chúng tôi đưa ra cái bản tóm tắt như vậy, tức là trong cái phần quán niệm hơi thở, coi như là cái phần đỉnh điểm của 10 pháp quán tưởng, là cũng là quán thân, thọ, tâm, pháp. Và như thế là chúng tôi xin kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Để tóm lại thì hôm nay là chúng tôi chỉ ôn lại, nhắc lại cái phần kết luận của cuốn sách Tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết. Cái phần này thật sự ra nhìn lại lịch sử, là nhìn lại cái chương trình thì đầu tiên cách đây 2 năm chúng tôi trình bày trước, bởi vì thấy nó có ích lại. Rồi sau đó là chúng tôi mới đi trình bày chi tiết 24 chương của cuốn sách. Rồi bây giờ coi như là mình tóm lại một lần nữa. Và chúng tôi đang, như đã nói, đang xem duyệt lại, sửa chút đỉnh, biên soạn lại thành là một cái tập sách riêng lẻ, khoảng 70 trang, gồm những cái lời hướng dẫn như vậy. Và hy vọng rằng nếu mà thuận duyên thì sẽ ấn tống để mà gửi đến tặng những bạn thiền sinh, những ai mà có kinh nghiệm hoặc là đang hành thiền, để coi như là cung cấp thêm những cái thông tin, những cái ý tưởng để mà là giúp cho cái công phu hành thiền của mình thôi, chứ không phải là nói rằng như vậy là đúng hoàn toàn, chỉ là một cái góp ý thôi, góp ý để mỗi người đọc tự suy ngẫm rồi rút tỉa những cái nào nó có lợi, có thích hợp, thì chúng tôi xin giới thiệu như vậy. Và hy vọng sẽ cái tập sách này sẽ được ấn tống và gửi đến các bạn khoảng cuối năm nay hoặc là khoảng Tết năm tới. Bây giờ thì chúng tôi xin dừng ở đây. Trong khi mà chúng tôi trình bày như vậy, có những gì sơ xuất, cũng kính xin quý chư Tổng Đức Tăng Ni và quý chị Quan Hỷ thông cảm cho. Chúng tôi xin đọc cái phần hồi hướng.
chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều, Long Vương thân lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chung con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu, con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư Tông Đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng tôi thành kính xin tri ân quý sư Tổng Đức Tăng Ni đã quan lâm đạo tràng để chứng minh cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và cũng xin kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh và tất cả các anh chị khác đã kiên nhẫn lắng tâm để nghe chúng tôi trình bày suốt 90 phút vừa qua. Trước khi xuống mic và rời room, chúng tôi xin kính chúc tất cả quý vị được mọi điều tốt lành trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú Huỳnh Pháp Hữu rất là hoan hỷ với sự trình bày với một bố cục rất là rõ ràng và đã đưa người con Phật đi vào giáo pháp của Đức Phật rất là chi tiết, rất là hoan hỷ. Hôm nay Việt Nam là thứ hai, nhưng mà ở bên Mỹ là ngày Chủ nhật, nhưng mà một cái ngày bận rộn của cái mùa lễ hội dân y. Và cũng thấy một hình ảnh Huynh Pháp Hữu ôm một cái bộ y trong tay rất là đẹp. Xà thú tri ân Huynh Pháp Hữu rất là nhiều. Mặc dù mùa lễ hội dân y ngày Chủ nhật, nhưng mà Huynh vẫn nín những thời gian quý báu đến với Pháp hội và có một cái sự trình bày về giáo pháp rất là căn bản. Rất là hoan hỷ, xà thú Huynh Pháp Hữu rất là nhiều. Xin thay mặt đạo tràng, và chúng tôi cũng đang bận toàn công việc lễ hội tại chùa, mong quý vị thông cảm. Chúng tôi sẽ khép room lại trong một vài giây, có gì sơ sót thì mong quý vị tha thứ cho ha. Hôm nay thì Thích Nhật Quỳnh chắc cũng bận đi dự lễ ở đâu đó nên không đến với Pháp hội, và chúng tôi cũng chạy ra chạy vô có những cái gì nhất là ngày hôm nay thiếu sót rất là nhiều, mong quý vị thông cảm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi xin phép được đóng room.